mến chào quý vị và các bạn đến với câu chuyện ngắn đời thực hôm nay qua giọng đọc đầy lôi cuốn và truyền cảm của MC Anh Khôi. Có lẽ đối với người khác khi nhắc về thời sinh viên ai cũng sẽ rất vui và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhưng đối với Dương bệnh nhân giường 16 khoa tâm thần mỗi khi nhắc lại hay có ai hỏi về việc đó cô ấy sẽ vì thế mà mất kiểm soát la hét gây dối cho những người xung quanh. Tôi là Tiến, bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Tôi làm cái nghề này đã được 5 năm. Đối với tôi, những bệnh nhân ở đây ai cũng đều rất đặc biệt. Họ đều có những hoàn cảnh của riêng mình. Có người trở nên điên loạn vì cả gia đình đã mất hết trong một đám cháy, có người bị phá sản chỉ sau một đêm, có người vì sa đọa vào cờ bạc nên cũng trở nên không bình thường. Nhưng người khiến cho tôi thương cảm nhất, đó chính là Dương. Qua lời kể của mẹ cô ấy, tôi được biết ngày trước dương là một cô gái nhà nghèo xinh đẹp và ngoan ngoãn bà mất sớm bà lan là mẹ của cô làm nghề mua ve chai một mình nuôi cô khôn lớn dương rất hiếu thảo với mẹ mỗi ngày sau khi đi học về dương đều làm hết các công việc nhà để phụ giúp mẹ có những ngày không đi học dương không quan tâm nghề nghiệp của mẹ mình có như thế nào mà đều cùng bà đi nhặt ve chai ở ven những bờ đê con mương quanh xóm biết hoàn cảnh khó khăn nhưng cô không bao giờ vì thế mà lùi bước dương luôn cố gắng phấn đấu từng ngày để mong thi đậu vào trường đại học quốc gia trên thành phố vì cô biết chỉ có như thế cô mới có thể có tương lai và chăm sóc được cho mẹ sau này sau đó nhờ vào những cố gắng không ngừng nghỉ của mình mà ước mơ của dương đã trở thành hiện thực cô đã đậu vào trường đại học quốc gia chuyên ngành quan hệ công chúng mà cô mong muốn biết được tin con gái đậu đại học, mẹ của Dương vui mừng khôn xiết, nước mắt đầm đìa. Bà nói: "Dương à, con là niềm tự hào của mẹ. Con phải học hành thật tốt, cho đến nơi, đến chốn. Mẹ sẽ cố gắng lo cho con đến khi con ra trường." Dương cũng vui mừng, cô nắm chặt lấy đôi bàn tay đã chai sạn của mẹ, cô nói: "Dạ, mẹ cứ yên tâm về con." con lên đó sẽ cố gắng học thật tốt con cũng sẽ đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp cho việc học con biết suy nghĩ như vậy mẹ thấy vui lắm thôi mẹ con mình vào trong thu xếp đồ đạc vài hôm nữa là con phải đi rồi đó nói rồi dương cùng mẹ mình đi vào trong thu xếp quần áo để vài hôm lên thành phố đi học từ hôm đó mẹ của dương cố gắng làm nhiều hơn bà đi xa hơn để kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Chiều hôm ấy, bà lê đôi chân mệt nhọc, dã rời về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bà dường như kiệt sức, nhưng nhớ đến con gái, bà lại trở nên phấn chấn, kiên cường. Từ khi chồng mất, đối với bà, Dương là người thân duy nhất và là niềm hy vọng của bà. Đôi lúc, bà mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi, nhưng nhìn thấy nụ cười của Dương, thì mọi phiền lo đều dần tan biến thuở trước bà cũng là một cô gái xinh đẹp học giỏi nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên bà phải tạm dừng con đường học vấn để đi làm phụ giúp gia đình không được tiếp tục đi học là điều khiến bà hối tiếc nhất thời trẻ sau đó một thời gian bà đã quen biết và nảy sinh tình cảm với một chàng trai trên huyện bà và chàng trai ấy đã ở bên cạnh nhau rất lâu cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn thử thách tưởng chừng như cả hai sẽ có một cái kết viên mãn bên nhau nhưng quả thật đời không như là mơ bỗng dưng một ngày không biết vì lý do gì mà chàng trai ấy đã bỏ đi xa không một lời từ biệt để lại bà một mình đau khổ dằn vặt bản thân từng ngày cho đến khi bà gặp được ba của dương ông luôn ở bên cạnh bà giúp bà xoa dịu và quên đi quá khứ thời gian lâu dần bà đã có tình cảm với ba của dương không lâu sau hai người quyết định đến với nhau một năm sau đó thì một bé gái kháu khỉnh chào đời nó là kết tinh tình yêu của bà và chồng những tưởng gia đình ba người sẽ mãi hạnh phúc bên nhau nhưng biến cố lại bất ngờ xảy ra trên đường đi làm về chồng bà đã bị tai nạn và mất ngay tại chỗ dẫu suy sụp và đau khổ nhưng bà vẫn cố gắng sống tiếp vì con của mình và mong muốn sau này nó sẽ tiếp nối con đường học hành còn giang dở của bà ngày xưa bà đặt tên của con mình là dương vì hy vọng cuộc sống của nó sẽ luôn tỏa sáng như ánh dương phía xa chân trời soi sáng cho cuộc đời thêm phần muôn màu muôn vẻ bà dần hồi tưởng lại rồi ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi dù nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má nhưng khóe miệng bà vẫn đang nở một nụ cười hạnh phúc sáng hôm sau bà thức dậy và đi làm như thường lệ nhưng đến trưa bà đã về bà nhanh chóng đi đến góc tủ phía đầu giường kéo ngăn tủ ra là một sấp tiền được cất rất kỹ lưỡng bà cầm lấy số tiền ấy đi lên chợ huyện để mua cho dương một sợi dây truyền bạc bà muốn mua cho dương một món quà gì đó để khi đi xa nhìn vào nó dương sẽ cảm thấy luôn có mẹ ở bên cạnh không phải sợ cô đơn nhìn xung quanh bà không biết nên mua sợi nào vì sợi dây chuyền nào cũng đẹp bỗng có một sợi dây chuyền nằm ở phía xa trong góc đã thu hút ánh nhìn của bà bà đã quyết định mua nó để tặng cho con gái của mình ngày dương đi bà đã chắt chiu từng món nhỏ xếp ngay ngắn vào chiếc giỏ đồ mà bà đã cất công chuẩn bị cho cô từ vài hôm trước bà lấy trong túi quần ra một sợi dây chuyền bạc hình cỏ bốn lá đeo lên cổ của dương với mong muốn cô sẽ luôn gặp may mắn thuận lợi trên con đường của riêng mình thấy vậy dương ngạc nhiên và hỏi mẹ mẹ sợi dây chuyền này là sao ạ à? là mẹ mua tặng cho con đó mẹ ấp ủ chuyện này từ lâu rồi biết sẽ có ngày này nên mẹ mua muốn mua món gì đó tặng cho con gái mình sợi dây chuyền này sẽ thay mẹ ở bên cạnh con nên con sẽ không còn cảm thấy cô đơn một mình nữa nhưng sợi dây này chắc là đắt lắm đúng không ạ à? mẹ phải đi làm vất vả lắm mới mua được nó đúng không không mẹ không vất vả đâu con con là niềm tự hào của mẹ đối với mẹ con là thứ quý giá nhất nên con xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất mẹ con không muốn mẹ phải vất vả như thế mãi đâu ạ à. con sẽ cố gắng học thật tốt để có công việc làm ổn định sau này con sẽ chăm sóc lại cho mẹ con biết suy nghĩ như thế mẹ vui lắm Thôi lên xe đi con. Kẻo bác tài chờ. Nhớ gọi điện thoại thường xuyên cho mẹ nhé. Dạ. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Con đi nha mẹ. Hai mẹ con bịn dịn. Nước mắt đầm đìa. Ôm chầm lấy nhau không muốn chia xa. Chiếc xe khách dần lăn bánh. Bà vội chạy bộ theo xe khách một quãng. Để dặn dò Dương thêm vài điều. Lên đến nơi nhớ gọi cho mẹ nha con phải giữ gìn sức khỏe đó." Dương ngồi trên xe, nước mắt rơi không ngừng, tay chạm vào cửa xe ngoảnh lại nhìn theo bóng mẹ đang xa dần, cho đến khi chiếc xe khách đi xa, không còn nhìn thấy bóng dáng của mẹ nữa. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, Dương phải sống xa mẹ, đương nhiên không tránh khỏi những cảm xúc khó tả và cả những giọt nước mắt lưu luyến. Suốt chặng đường đi, Dương không ngừng nhớ về mẹ. Cô sợ mẹ ở nhà một mình khi đau ốm sẽ không ai chăm sóc mẹ sẽ buồn khi không ai cạnh bên tâm sự nhưng còn cách nào khác chỉ có con đường học vấn thì cô mới có hy vọng mang lại cho mẹ cuộc sống sung túc an nhàn hơn và học cũng chính là ước mơ của mẹ mà cô có sứ mệnh viết tiếp lên đến thành phố mọi thứ đối với dương đều lạ lẫm dương ngước nhìn những tòa nhà cao chọc trời những trung tâm thương mại lớn và cả những chiếc ô tô sang trọng trên phố mà dưới quê cô chưa bao giờ được nhìn thấy vì chỉ có một mình nơi đất lạ quê người dương chẳng quen ai nên cô đành tự đi tìm chỗ ở cô xách chiếc túi mà mẹ đã chuẩn bị liêu siêu bước đi từ nơi này đến nơi khác chỉ mong muốn tìm được một nơi ở đàng hoàng dương đi rất lâu rất lâu nhưng vẫn chưa tìm được nơi nào phù hợp với số tiền mà cô có cảm thấy mệt nên dương vội ngồi bệt xuống đường cạnh góc cây để nghỉ ngơi bỗng có một người đàn ông lạ từ xa bước đến hỏi thăm và bắt chuyện với cô dương vốn dĩ thật thà một phần là vội tin người nên người đàn ông đó hỏi gì cô đều trả lời tất cả biết cô đang tìm chỗ ở gã ta ngỏ ý muốn dẫn cô đi tìm dương định đi theo thì từ xa đã có tiếng la hét của một người đàn ông khác nè thằng kia mày định lừa gạt người vô tội nữa đúng không nghe thấy tiếng nói của người đó gã ta tỏ vẻ rất hoảng sợ vội vàng bỏ chạy biệt tích để lại dương đứng đó bàng hoàng và chẳng hiểu rõ chuyện gì người đàn ông tiến lại gần dương và giải thích chào con chú là hoàng hiệp sĩ đường phố từ bữa đến giờ chú đang truy bắt tên kia hắn chuyên đi lừa gạt phụ nữ dụ dỗ họ vào các hẻm vắng và góc tối để dở trò đội bại và cướp tài sản. Ông, ông ta là tội phạm hả chú? Đúng vậy. Sau khi nghe chú Hoàng nói, Dương Hoàng sợ đến run rẩy, Chân không thể trụ được nữa. Cô bỗng ngã quỵ xuống. Thấy vậy, chú Hoàng chạy đến và hỏi thăm tình hình của cô. Ờ, con gái, không sao chứ con? Dạ, con không sao con cảm ơn chú nhiều lắm ạ. À. Nếu không có chú, thì con không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì nữa ạ. À. Đây là nhiệm vụ của chú. Con không cần cảm ơn. Mà con đi đâu đây? Mới từ dưới quê lên hay sao mà sách theo nhiều đồ vậy con? Dạ, con lên đây để đi học ạ. À. Vậy con là sinh viên à? Còn nhỏ quá bảo sao lại chẳng bị lừa. Thế con đã có chỗ ở chưa? Để chú giúp con tìm. Dạ. Con chưa, con đi từ chiều đến giờ vẫn chưa tìm được phòng trọ để ở ạ. Con có người thân hay bạn bè gì ở đây không? Dạ, con không quen biết ai ở đây hết ạ. Thôi, giờ vậy đi, chú có một người bạn đang cho thuê phòng trọ, để chú dẫn con đến đó xem sao. Dạ, con cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Đi thôi con. Dương đi theo chú Hoàng, vừa đi cô vừa suy nghĩ giữa nơi đất khách quê người như thế này nếu không gặp được chú hoàng thì cô cũng chẳng biết cuộc đời mình sẽ trải qua những chuyện gì dương vừa nghĩ lại vừa mỉm cười cái vẻ hồn nhiên đáng yêu ấy lại bất chợt rơi vào mắt chú hoàng đôi mắt của chú bỗng sáng lên như đang hồi tưởng lại một kỷ niệm sâu sắc nào đó chú hoàng dẫn dương đến chỗ của cô ngọc là bạn thân của chú cô ngọc là chủ của một dãy trọ cho thuê dành cho sinh viên cũng xuất thân từ một gia đình nghèo khó nên cô ngọc rất hiền lành và hay giúp đỡ người khác chú hoàng kể cho cô ngọc nghe hoàn cảnh khi gặp dương và hy vọng cô sẽ giúp đỡ dương cô ngọc vui vẻ đồng ý và nói với dương con là sinh viên hả dạ đúng rồi ạ cô cũng nghe chú hoàng kể lại mọi chuyện rồi cũng may phòng trọ của cô còn đúng một phòng thôi để cô dẫn con vào xem phòng xong rồi còn nghỉ ngơi lấy lại sức nữa dạ con cảm ơn cô ạ à. trước khi vào trong dương quay sang nhìn chú hoàng đôi mắt dương đã ướt đẫm hai hàng nước mắt cô nói chú hoàng ơi chú là ân nhân của con chú đã giúp đỡ con rất nhiều con cảm ơn chú suốt đời này con sẽ luôn nhớ ơn của chú con bé này không cần phải khách sáo như thế chú cũng từng giúp nhiều người như con rồi thôi con vào nghỉ ngơi cho khỏe đi hôm sau chú lại đến thăm con dương theo cô ngọc vào phòng trọ và nghỉ ngơi còn chú hoàng thì đứng đó nhìn theo bóng lưng của dương thật lâu chú chợt thở dài ánh mắt lại quay sang hướng khác nhìn xa xăm chẳng biết trong lòng chú đang nghĩ ngợi điều gì chú lại thở dài thêm một hơi nữa rồi ngồi xuống hàng ghế đá trước sân một lát sau cô ngọc bước ra và ngồi xuống nói chuyện với chú hoàng sao anh lại đối xử đặc biệt với con bé ấy thế có quen biết à không anh chỉ mới gặp con bé lần đầu thôi thế tại sao lại tốt với nó như thế những người khác chỉ được anh giúp đỡ bình thường thôi chứ đâu đến mức dẫn đi tìm chỗ ở nhiệt tình thế kia anh không biết nói sao nữa nhưng mà nhìn con bé ấy lại làm anh nhớ về một người trước đây từng rất quan trọng đối với anh à ra là thế chắc là Giống với mối tình đầu của anh đúng không? Ơ, ờ, làm sao em biết được? Từ lúc em quen biết anh đến giờ, có bao giờ em thấy anh yêu đương, hẹn hò gì với cô nào đâu? Hỏi ra thì mới biết, ngần ấy năm anh chỉ tương tư mỗi một người. Tình cảm anh dành cho cô ấy, không gì có thể sánh được. Sau bao nhiêu năm, cô ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí anh. Đúng là anh hiệp sĩ si tình. Ha 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 cô ngọc nhìn chú hoàng và cười to chú cũng khẽ cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng chú chất chứa rất nhiều suy nghĩ chưa bao giờ chú ngừng nhớ thương về cô gái ấy về phần dương sau khi thu xếp ổn định chỗ ở cô nhanh chóng đến trường làm các thủ tục nhập học khoảng nửa tháng sau dương đã bắt đầu đi học buổi học đầu tiên của mình cô thức dậy từ sáng sớm tinh mơ vệ sinh cá nhân Soạn tập vở đầy đủ cho vào ba lô. Cô khoác lên mình chiếc áo trắng tinh tươm mà bà Lan mẹ của cô đã thức đến khuya để may cho cô mặc, chăm chút tí mỹ từng đường kim mũi chỉ. Chuẩn bị xong mọi việc, Dương đến biến xe buýt từ rất sớm để chờ xe và đi học. Trên đường đi, Dương Viễn tưởng ra những cảnh tượng vui vẻ của buổi học đầu tiên. Cô sẽ được làm quen với ngôi trường mới, với cả những thầy cô và bạn bè mới rồi cô cũng sẽ được như bao người, trải qua những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bất chợt, trên môi của cô cũng khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Học đại học, không chỉ là mong muốn của cô, mà còn là ước mơ của mẹ cô. Đến nơi, Dương bước từ xe buýt xuống, nhìn ngắm xung quanh ngôi trường, cô phải thốt lên kinh ngạc. Ôi, trường của mình to quá, còn to hơn cả mình tưởng tượng dương vui vẻ bước vào lớp học lúc này do dương đến sớm nên trong lớp chỉ có cô và một cô gái ngồi ở góc cuối lớp dương tiến đến gần cô gái kia và chào hỏi chào bạn mình là dương rất hân hạnh được gặp bạn cô gái kia ngước mặt lên gương mặt nhợt nhạt không khỏi khiến dương hoảng hốt trên mặt cô gái kia dường như có vẻ gì đó rất sợ hãi dương còn nhìn thấy trên cổ của cô ấy có vài vết bầm nhỏ dường như đã dần phai đi. Chào bạn, mình là Thủy. Chỉ mới nói được câu chào hỏi, sắc mặt của Thủy lại trở nên sợ hãi hơn. Khi nghe thấy có tiếng bước chân và vài tiếng nói cười từ xa, giọng Thủy run sợ. Chúng nó đến rồi, mau, mau trốn đi. Dương không hiểu chuyện gì cả, định hỏi lại Thủy xem có chuyện gì, thì bỗng dưng có tiếng nói vọng vào. Thủy, con thủy đâu nghe nói mày lại học chung với bọn tao à lúc này dương đã về chỗ ngồi của mình khi nhìn qua thì dương thấy thủy ngồi co rút lại mặt cúi xuống bàn không dám ngẩng đầu lên tỏ vẻ đang sợ hãi một thứ gì đó đáng sợ vô cùng từ bên ngoài có một nhóm năm người đều là nữ bước vào và đến bên bàn học của thủy thoạt nhìn những người đó dương nghĩ có lẽ đều là những tiểu thư con nhà giàu có mặc lên người những thứ đồ hiệu đắt giá mặt mũi và dáng người đều rất xinh đẹp có một cô gái tóc vàng tiến đến gần và nắm lấy tóc của thủy một cách thô bạo nhưng tuyệt nhiên thủy không dám phản kháng và chỉ run rẩy cầu xin quỳnh quỳnh ơi tha cho mình cô gái đó vẫn cứ nắm lấy tóc thủy thái độ vẫn giữ nguyên và không có chút gì gọi là thương xót có lẽ chuyện bắt nạt mà họ làm đã xảy ra từ rất lâu và rất nhiều lần. Tao có làm gì đâu mà mày kêu tao tha cho mày. May mắn cho mày là lên đại học rồi vẫn gặp tao, chứ nếu không sẽ không có ai chăm sóc cho mày tử tế đâu." Nói rồi, Quỳnh khẽ cười thật to nhìn những người còn lại trong nhóm của cô ta, lần lượt là Linh, Yến và Vi. Cả nhóm bật cười với thái độ xem thường sự yếu đuối của Thủy biết thủy không có khả năng chống lại nên bọn chúng càng lấn tới và xé hết những cuốn vở bài tập của thủy để trên bàn dương ngồi kế bên đã quan sát mọi chuyện cô không thể nào chấp nhận được sự bất công này lại xảy ra trước mặt mình dương quyết định lên tiếng bảo vệ thủy nhưng cô không biết quyết định lần này sẽ khiến cho cuộc đời của cô đi vào tăm tối dương vỗ bàn thật mạnh rồi lên tiếng nè mình thấy các bạn quá đáng lắm rồi đó sao lại bắt nạt người khác đến như thế? Cả nhóm người nhìn nhau. Sau đó, Quỳnh bước lên và tát vào mặt của Dương một cái trời dáng, rồi chỉ tay vào mặt của Dương và nói với giọng điệu tức giận. Con này, mày là ai? Hôm nay mày gan rồi, dám xen vào chuyện của bọn tao. Mày tin cuộc đời sau này của mày còn thảm hơn cả con thủy nữa không? Dương ôm mặt của mình, trừng mắt lên mà nhìn vào nhóm người các người đi học hay đi bắt nạt người khác, tôi sẽ đi báo cho các thầy cô cán bộ nhà trường biết để các người bị đuổi học." Cả nhóm của Quỳnh cười phá lên, Linh tiến lên phía của Dương và nói: "Trời ơi, mày làm bọn tao sợ quá đi mất. Nói đi, tao thách mày nói đó. Thử xem có ai dám làm gì bọn tao không?" "Các người nói vậy là sao?" "Ha ha, để tao nói cho mày biết nha." ba của tao và mẹ của con Quỳnh đã cùng nhau quyên góp để xây dựng lên cái trường này. Mẹ của con Vi là hiệu trưởng ở đây. Còn ba của con Yến là người quyên góp tiền mua trang thiết bị, vật dụng cho trường mỗi năm. Mày nghĩ xem, ở đây ai làm được gì bọn tao? Yến nghe vậy cũng lên tiếng với thái độ ngây ngang, kiêu ngạo. Mày nghĩ các thầy cô sẽ tin một đứa nhà quê nghèo nàn như mày? Hay là sẽ tin những người có quyền thế như bọn tao? Vì cũng tiếp lời. Dù các thầy cô có tin hay không, đối với bọn tao cũng không quan trọng. Nếu như ở trong ngôi trường này, có bất kỳ ai dám động đến bọn tao, tất nhiên mẹ tao sẽ không để yên cho người đó. Các người, các người đúng là lũ dựa vào quyền lực để bắt nạt người yếu thế. Hèn hạ. Quỳnh nghe thấy Dương dám phản kháng lại mình. Cô ta nổi trận lôi đình. Quát Dương. Dám chửi bọn tao hà? còn khốn hôm nay mày phải trả giá vì đã dám động đến bọn tao nói rồi quỳnh tiến đến nắm lê tóc của dương cả nhóm lao vào đánh dương một cách tàn nhẫn bọn chúng liên tục thúc gối vào bụng cô tát vào mặt cô đến mức chảy máu miệng không dừng lại ở đó bọn chúng còn lấy cả giày cao gót mà đánh vào lưng của cô chúng xé đi chiếc áo trắng mà mẹ dương đã cất công may cho cô đi học chiếc áo rách lộ ra phần nhạy cảm dương vùng vẫy chống trả nhưng sức của một người làm sao chống lại được năm người dương nằm co người lại ôm đầu cam chịu để bọn chúng thỏa sức dày vỏ cho đến khi đã thỏa mãn cơn tức giận bọn chúng mới thôi hành hạ dương lớp học lúc này có rất nhiều người đến nhưng chẳng có ai dám đứng ra để bảo vệ người con gái yếu ớt đang bị dày vỏ trước mặt có người còn giả vờ không thấy có người nhìn nhưng chẳng làm gì còn bàn tán xôn xao tàn nhẫn hơn là có người còn cầm điện thoại để quay lại hành động sai trái ấy thủy ngồi kế bên đã quan sát toàn bộ quá trình dương bị bạo lực nhưng cô càng sợ hãi thêm chứ không hề có chút động thái chạy đi cầu cứu người khác khuôn mặt của thủy nhợt nhạt hơn ánh mắt thẫn thờ miệng lại nói làm nhảm vài câu tha cho tôi tha cho tôi sau khi đã đánh dương một trận nhóm người của quỳnh đã bỏ đi và không quên cảnh cáo dương bao nhiêu đây chỉ là mở đầu thôi cuộc sống sau này của mày còn nhiều cái thú vị hơn nữa đó cứ chờ đi dương nằm dưới nền gạch của lớp thân thể đầy thương tích tay chân bầm tím gương mặt của cô không chỗ nào là không có máu dương co người lại ôm lấy chiếc áo đã rách hy vọng có thể che được một chút phần cơ thể của mình giữa một nơi đông người như thế cô gái bé nhỏ vô tội chỉ có một mình không một ai bước đến để đỡ lấy cô một mình dương phải cố gắng đứng dậy để bước từng bước chân khập khiễng đi ra khỏi lớp dương vừa đi vừa khóc ánh mắt cô thất thần như vô hồn bước về phía trước bỗng có một chàng trai bước đến anh ta lấy áo khoác của mình để khoác lên thân thể đầy vết thương của cô lúc ấy dương mới cảm nhận được hơi ấm hiếm hoi của tình người chàng trai dìu lấy dương bước đi nói với cô chào em anh là tuấn anh học khóa trên em đừng sợ nhà em ở đâu để anh đưa em về dương trả lời với giọng điệu yếu ớt và có phần e ngại vì bản thân cô lúc này thật sự rất thê thảm dạ em cảm ơn anh nhưng không cần đâu em tự về được không sao đâu em như vậy rồi để anh đưa em về đừng ngại anh hiểu mà em không có lỗi thấy tuấn nhiệt tình như vậy dương cũng khó lòng từ chối với lại thân thể của cô bây giờ cũng không thể một mình tự về nhà cô đồng ý để tuấn trở về nhà thế là tuấn dìu dương ra đến bãi xe rồi cậu chạy xe ra và chở dương về trên đường về tuấn nói với dương sao em lại động đến nhóm người đó vậy nhóm người đó anh nghe tiếng tăm cũng lâu rồi mặc dù vừa lên đại học nhưng bọn họ được biết đến là trị đại của trường cấp 3, chuyên bắt nạt và ức hiếp người yếu thế dương trả lời với giọng run rẩy lúc nãy em thấy bọn họ bắt nạt bạn cùng lớp có phần quá đáng nên em trời ạ à, sao em lại hành động dại dột như thế chứ họ đã nhắm vào ai rồi thì sẽ không tha cho người đó đâu nhưng không lẽ không ai làm gì được bọn họ hay sao hả anh ba mẹ họ là người làm việc lớn và có quyền lực nên không ai dám động vào họ cả em à đôi khi có người bị bắt nạt những người khác nhìn thấy muốn ứng cứu nhưng vẫn bị bọn họ trả thù nên sinh ra không ai dám chống lại bọn người đó cả vậy sau này em phải làm sao đây anh im lặng một hồi lâu tuấn liền trả lời dương anh sẽ bảo vệ em bằng cách nào chứ em cứ đợi xem còn bây giờ anh chở em về nhà rồi chạy đi mua dụng cụ y tế sát trùng vết thương cho em nha em cảm ơn anh tuấn chở dương về nhà rồi mua thuốc sát trùng và chăm sóc vết thương cho cô tuấn nấu cháo cho dương ăn rồi sau đó mới về dương bước vào trong cầm lấy chiếc áo trắng mẹ may cho cô đã bị rách lòng cô đau như cắt nước mắt cô rơi xuống vì cảm thấy có lỗi với mẹ cô chỉ vừa mới đi học mà đã gây ra chuyện lớn như thế rồi sau này chẳng biết bọn kia có để yên cho cô tiếp tục đi học hay không vài hôm sau chú hoàng qua thăm dương và mua ít đồ ăn cho cô lúc này chú có để ý và thấy những vết bầm trên tay của dương cảm thấy lo lắng chú liền hỏi dương tay con làm sao lại bị thương như thế dạ do con vội quá sợ trễ học nên bị trượt ngã ạ thế à làm chú tưởng con bị bắt nạt nếu có chuyện gì thì phải nói cho chú biết hiểu chưa dạ con cảm ơn chú ạ à. nhưng con có làm gì ai đâu mà người ta bắt nạt con hả chú ờ vậy thì chú yên tâm rồi nghỉ ngơi cho đến khi vết thương dần khỏi hẳn dương lại tiếp tục đi học vừa đi cô vừa lo sợ chẳng biết chuyện gì sẽ chờ đợi cô tiếp theo đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình dương bỗng nghe được từ đằng sau có tiếng xe máy chạy đến cô hoảng hốt quay lại cứ nghĩ là nhóm của quỳnh lại đến nhưng nhìn kỹ lại thì đó là tuấn vừa chạy đến gần dương tuấn vừa nói lớn lên xe anh chở em đi học tại sao anh lại chở em đi học chứ chuyện mấy hôm trước chúng ta nói em quên rồi sao dương vội suy nghĩ lại xem mình và tuấn đã nói gì thì cô chợt nhớ ra là tuấn đã hứa sẽ bảo vệ cho cô cô cười và nói với tuấn À, em nhớ rồi. Không cần phiền đến anh như vậy đâu ạ. À. Lại còn đến đưa rước em đi học nữa. Chuyện này để người khác biết sẽ không hay đâu ạ. À. Ôi trời, là do anh tự nguyện mà. Người khác nói gì kệ họ, không sao đâu. Lên xe đi, kẻo trễ học bây giờ đó cô bé. Thấy Tuấn quyết tâm như thế và một phần cũng vì sợ trễ học, nên Dương đành lên xe để Tuấn chở cô đi học. Ngồi phía sau xe của Tuấn, nhìn bóng lưng săn chắc và khỏe khoắn của anh hai má của dương lại vô tình ửng đỏ cô bỗng dưng lại cảm thấy ấm áp vô cùng trái tim của dương dường như lắng nghe được suy nghĩ của cô cũng trở nên đập liên hồi như đang bắt được tần số của tình yêu tuấn chở dương đi ngang qua con hẻm vắng người từ trong hẻm có một nhóm người lao thẳng ra chặn đầu xe của tuấn lại không ai khác đó chính là nhóm của quỳnh tuấn hoảng hốt và phanh lại rất gấp khiến cho bánh xe trượt một đoạn dài cũng may tuấn phản ứng kịp thời nếu không thì cả tuấn và dương đều lao thẳng về phía gốc cây bên đường và có thể xảy ra tai nạn nghiêm trọng quỳnh khoanh hai tay lại cùng nhóm người của cô ta tiến đến gần chỗ tuấn và dương dùng thái độ kênh kiệu quỳnh nói cái con khốn như mày đúng là không phải đơn giản như vẻ bề ngoài mới vào học chỉ có một ngày mà mày dám cả gan cướp đi người tao thích tuấn bước xuống xe dìu dương xuống cùng và kéo dương ra phía sau lưng của mình tuấn nói các người đừng có quá đáng như vậy định bắt nạt người khác đến mức nào nữa từ nay tôi sẽ bảo vệ em ấy trong trường tuấn là một chàng trai nổi tiếng chơi thể thao giỏi bộ môn giỏi nhất là bóng rổ cộng thêm dáng hình cao giáo nước da trắng trẻo Gương mặt điển trai nên được rất nhiều cô gái yêu thích và trong đó có cả Quỳnh. Cô bỗng nhẹ giọng lại, nét mặt thay đổi, tiến đến gần Tuấn. "Em chào anh Tuấn. Em là Quỳnh học lớp C1 ạ. À? Em đã biết đến anh từ lâu lắm rồi." "Cô biết tôi? Làm sao cô biết tôi được? Tôi đâu nổi tiếng đến thế?" "Chỉ cần em muốn thì ai em cũng có thể nắm rõ trong lòng bàn tay." Nói chi đến anh Tuấn. Đội trưởng đội bóng rổ nổi tiếng của trường. Em đã biết anh từ khi em còn học cấp 3 rồi ạ. À. Hôm nay mới có cơ hội làm quen anh. À, xin lỗi, nhưng tôi cũng không có nhu cầu làm quen với cô. Xin nhường đường. Tuấn nắm lấy tay của Dương. Hai người bước lên xe. Tuấn chở Dương chạy đi một mạch, lướt qua mặt nhóm của Quỳnh. Cô ta tức giận, nhưng một lát sau lại thay đổi sắc mặt miệng lại nở một nụ cười gian manh chẳng biết cô ta có âm mưu gì tiếp theo để tiếp tục làm hại đến dương thấy quỳnh bỗng dưng chịu nhường nhịn linh lên tiếng sao hôm nay mày lại tha cho con đó tao tự có suy tính của tao mày không cần phải lo không thể nói cho bọn tao biết được à đợi đúng thời cơ tự khắc bọn mày sẽ biết cả nhóm quay sang nhìn nhau rồi nhìn vào Quỳnh tỏ vẻ hoang mang và khó hiểu. Không ai có thể đoán được hành động tiếp theo của một người nham hiểm và khôn ngoan như Quỳnh. Hôm ấy, tan học sớm nên Dương tranh thủ lên thư viện. Bỗng Quỳnh đứng dậy, báo với giảng viên là chiếc nhẫn của cô ta đã biến mất. Quỳnh yêu cầu kiểm tra túi và ba lô của các thành viên trong lớp. Dạ, thưa cô, em muốn xin cô cho em được kiểm tra ba lô của từng bạn ở đây ạ có chuyện gì vậy quỳnh em bị mất chiếc nhẫn bạch kim mà mẹ em đã mua tặng cho em hôm sinh nhật ạ à. chiếc nhẫn đó đối với em là vô giá thưa cô em có nhớ nhầm để ở đâu không lúc nãy em còn đem vào lớp sau giờ giải lao thì đã không thấy đâu cả không còn cách nào khác giảng viên đành nghe theo lời của quỳnh và kiểm tra ba lô của từng sinh viên dương bỗng linh cảm được có điều gì đó không lành chưa kịp phản ứng thì quỳnh và nhóm của cô ta đã đến kiểm tra ba lô của dương và đem ra một chiếc nhẫn được quỳnh xác nhận là của cô ta thưa cô đây chính là nhẫn của em ạ à. em tìm thấy trong ba lô của bạn dương ạ à. dương sao em lại trộm nhẫn của bạn thưa cô em không có bằng chứng rõ ràng như vậy rồi em còn bảo là không có sao mọi người trong lớp bàn tán xôn xao về dương cũng không ai nghĩ rằng một người hiền lành như cô lại có thói xấu là trộm cắp như thế. Dương Hoàng hốt, biết là bị hại, nhưng cô vẫn không có cách nào biện minh cho bản thân mình. "Thưa cô, em không có, lúc nãy giải lao, em..." "Thôi, bằng chứng rõ ràng như thế mà bạn còn chối cãi hả Dương?" Linh lên tiếng, vẻ mặt không giấu được sự đắc ý mà nói với Dương. Nghe vậy, Quỳnh cũng tỏ vẻ chế giễu, được thêm cơ hội xỉ nhục dương giữa chốn đông người. Mình biết là nhà bạn nghèo khó, nhưng nếu bạn có cần gì thì cứ nói. Mình cũng còn vài món đồ bỏ không dùng đến. Mình sẽ cho bạn. Đầu đến mức bạn phải trộm đồ của mình như thế chứ. Quỳnh, bạn thật quá đáng. Là bạn đã hại mình đúng không? Bạn nói gì vậy Dương? Ai hại bạn cơ chứ? Vì cũng tiếp tục lời nói của Quỳnh dương à bạn đừng có thẹn quá hóa giận lại đi đổ lỗi ngược lại cho bọn mình như thế chứ thấy cả lớp đang bắt đầu ồn ào giảng viên lên tiếng các em trật tự chuyện này cô sẽ giải quyết giờ các bạn không có liên quan thì cứ về trước còn nhóm của quỳnh và dương thì ở lại trình bày mọi chuyện với cô bỗng có một giọng nói từ phía ngoài bước vào đám con gái vừa thấy được bóng hình ấy thì ai ai cũng bàn tán với nhau mắt nhìn theo từng bước chân của người ấy chẳng ai khác đó chính là tuấn anh bước vào và nhìn chằm chằm vào dương với một ánh mắt đầy sự tự tin như muốn nói với dương rằng anh sẽ bảo vệ được cho cô tuấn cất giọng mọi người dừng chân lại một lát tôi có chuyện muốn nói giảng viên nghe vậy cũng tò mò và hỏi tuấn có chuyện gì vậy tuấn thưa cô em có bằng chứng chứng minh rằng dương vô tội trong chuyện này ạ à? tuấn vừa nói dứt câu mọi người liền nhìn nhau bàn tán xôn xao nhóm người của quỳnh cũng tỏ ra kinh ngạc có phần hơi lo sợ nhanh chóng lấy lại sự tự tin quỳnh lên tiếng anh nói bằng chứng gì ạ à? mọi chuyện đã rất rõ ràng dương đã trộm đồ của em rồi mọi người ai cũng tận mắt chứng kiến mà cô đừng đổ oan cho người khác nữa theo tôi nghĩ chính cô là người biết rõ nhất mọi chuyện bằng chứng đâu mà anh lại nói như thế chứ vừa nói dứt câu tuấn vội chiếu một đoạn phim lên máy chiếu của lớp trong đoạn phim ấy là cảnh trong giờ giải lao linh đã lén lút lấy nhẫn từ trong ba lô của quỳnh để sang ba lô của dương mọi người xem xong ai cũng trầm trồ kinh ngạc một người như linh lại có tâm địa xấu xa độc ác đến như thế nét mặt của linh trở nên hoảng hốt nhìn sang hướng của quỳnh thì thầm nói với cô chuyện này là sao mày làm gì đi chứ rõ ràng là mày kêu tao làm như thế mà tao cũng không lường trước được chuyện này xin lỗi mày nhưng hôm nay cố gắng vì tao một lần nhé hôm khác tao sẽ đòi lại công bằng cho mày mày sau khi nói chuyện với linh xong quỳnh giả vờ kinh ngạc và nói linh sao mày lại làm như thế? Nếu như mày có ghét tao thì cứ mắng thẳng vào mặt tao. Tại sao mày lại làm vậy? Mày có biết chiếc nhẫn đó quan trọng với tao như thế nào không? Tao. Thôi, mày đừng nói gì thêm nữa. Tao không muốn nói chuyện với mày. Quỳnh quay sang phía của Dương, nắm lấy hai tay của cô, giả vờ xin lỗi Dương. Dương, cho mình xin lỗi bạn nha do mình quá hồ đồ nên mới vu oan cho bạn bạn không trách mình chứ dương dù biết rõ mọi chuyện là do quỳnh chủ mưu nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài chọn tha thứ cho cô ta ờ không sao chỉ là hiểu lầm thôi mọi chuyện đã được sáng tỏ giảng viên cho phép tất cả mọi người ra về tuấn nhìn dương khẽ cười dương cũng cười lại với anh hai người cứ như thế mà trở nên thân thiết hơn linh tỏ vẻ rất giận dữ sau chuyện này rõ ràng là do quỳnh kêu cô làm như người chịu bị xì nhục là cô mày có cần quá đáng với tao như vậy không mày biết chuyện này nếu như bị lộ ra ngoài thì ba tao sẽ làm gì tao không bình thường những lỗi nhỏ ba tao có thể bỏ qua nhưng danh dự đối với ông ấy rất quan trọng mày có biết không vậy tao xin lỗi lần này để mày phải chịu thiệt thòi rồi yên tâm tao sẽ nhờ mẹ tao nói chuyện với ba mày tin tức này sẽ chỉ lưu thông trong nội bộ không sao đâu dù sao gia đình tao cũng có danh tiếng nay mày lại khiến cho tao bị mất danh dự như thế mày làm bạn kiểu gì vậy đã bảo không sao mà tao nói như thế nào thì sẽ là như vậy việc của mày là cứ nghe theo tao thôi giọng điệu của quỳnh như vậy càng khiến cho linh tức giận hơn ánh mắt của cô dần thay đổi chẳng còn đơn thuần với mối quan hệ tình bạn như trước nữa sau biến cố lần này dương lại càng thêm tin tưởng tuấn hơn cô xem tuấn như vị cứu tinh của mình khi nào cô gặp chuyện thì tuấn liền có mặt và giải vây cho cô nhưng dương cũng không khỏi thắc mắc tại sao tuấn biết được cô sẽ gặp chuyện mà đến để giúp đỡ cô kéo tay tuấn lại và hỏi anh anh tuấn tại sao anh lại biết chuyện em bị đổ oan mà đến giúp em là do em không biết đó thôi trường chúng ta có một hội nhóm riêng do sinh viên chúng ta tạo ra nhóm đó được tạo ra để lan truyền tin tức tốc độ nhanh đến chóng mặt anh còn xem được cả đoạn phim khi nhóm của quỳnh lục soát ba lô của em nữa cơ đấy nhưng làm sao anh tìm được đoạn phim chứng minh em vô tội vậy ạ à? chuyện này thì dễ thôi tuấn chỉ ngón trỏ lên phía trên góc tường của hành lang dương cũng nhìn theo hướng mà anh đã chỉ dương bất chợt hiểu ra và nói ôi em quên mất trường chúng ta có camera cơ mà hầu như tất cả các góc đều có trong lớp chúng ta thôi mà đã có hẳn hai cái rồi nhưng sao anh lại có được đoạn phim đó ạ à? theo em biết thì chỉ có giáo viên mới được xem đúng không ạ à? chuyện này là bí mật em chỉ cần biết đến đấy là được rồi cô bé dạ dù sao em cũng cảm ơn anh rất nhiều mà anh tuấn này sao thế em? vì sao anh lại tin tưởng em không phải là người đã trộm chiếc nhẫn của Quỳnh vậy ạ? À? Bộ nhìn em có dáng vẻ của tên trộm hay sao? nhưng đâu thể trông vẻ bề ngoài mà tiên đoán được đâu ạ? À? Tuấn mỉm cười nhìn Dương với vẻ mặt chiều mến, anh vội đặt tay lên và xoa đầu Dương. Ngốc ạ, à, anh cũng tiếp xúc với em rồi mà, dù sao cũng chẳng có một tên trộm nào lại ngây thơ như em cả. Hành động xoa đầu của Tuấn vô tình lại khiến đôi má của dương ửng đỏ cô thẹn thùng quay đi chỗ khác tay chân bối rối cô vội tạm biệt tuấn rồi chạy đi một mạch tuấn nhìn theo bóng lưng của dương vẻ mặt lại bất ngờ trở nên vô cảm hoàn toàn khác với dáng vẻ khi có dương kể bên sau hôm ấy trong đầu dương lúc nào cũng có hình bóng của tuấn cô lại nhớ đến lúc anh cười và cả những lúc anh quan tâm đến cô có lẽ Dương đã trao trọn trái tim của mình cho Tuấn từ lúc nào. Đôi khi, bản thân cô còn không biết điều đó. Cứ như thế, mỗi ngày Tuấn đều qua chở Dương đi học. Khoảng thời gian yên bình cứ thế trôi qua. Dương đã lên thành phố được nửa năm. Mọi việc đã dần ổn định. Cô quyết định đi tìm việc làm thêm buổi tối để san sẻ với mẹ cô một phần gánh nặng. Nhưng do không quen biết với ai, nên Dương mãi vẫn chưa tìm được công việc phù hợp với lịch học dương đành nhờ chú hoàng giúp cô chú hoàng ơi con có chuyện muốn nói ạ à? chuyện gì vậy con dạ chẳng qua con muốn tìm việc làm thêm buổi tối nhưng mấy hôm nay con đều không tìm được đa số toàn là các công việc làm buổi sáng thôi ạ à? nếu có công việc buổi tối thì cũng không được đàng hoàng ấy ạ à? con muốn nhờ chú tìm giúp con việc làm thêm buổi tối ạ à? con xin lỗi vì lại làm phiền chú trời ơi con bé này có gì đâu con phải xin lỗi chú xem con như con gái của mình thôi mà đợi chú vài hôm chú tìm công việc cho con nha dạ con cảm ơn chú hoàng nhiều lắm ạ à. vài hôm sau chú hoàng đến báo tin cho dương biết chú đã tìm được cho dương công việc phục vụ quán cà phê cho sinh viên giờ giấc có thể xoay ca linh hoạt biết được tin dương rất vui mừng và nôn nóng được đi làm vậy là từ nay dương có thể đỡ đần cho mẹ được một ít rồi cô sẽ dùng tiền đi làm thêm để sinh hoạt và mua các đồ dùng học tập nhưng biến cố lại xảy ra đúng ngay ngày đầu tiên đi làm của dương tối đó sau khi đi học về thì dương tranh thủ sửa soạn thật nhanh và đi làm đang đi trên đường dương cảm thấy được dường như có người đang theo dõi cô chẳng biết từ đâu nhóm người của quỳnh bước ra trước mặt dương lần này quỳnh có dẫn thêm một vài người đàn ông đến cùng chắc có lẽ cô ta đã theo dõi dương từ lâu nên biết được dương sẽ đi trên đoạn đường nào rồi đứng đó chờ sẵn thấy có chuyện không lành dương cố gắng bỏ chạy thật nhanh vừa chạy cô vừa kêu cứu nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có ai nghe thấy dương chạy đến kiệt sức mà bọn người kia vẫn không tha cho cô cuối cùng vì quá mệt nên cô đã bị bọn chúng đuổi kịp hai gã đàn ông to cao chạy đến bắt lấy Dương một cách thô bạo. Dương vùng vẫy kêu cứu, nhưng chẳng một ai nghe được tiếng kêu của cô. Hai người đàn ông đánh Dương ngất đi, đưa cô đến một nơi cách thành phố khá xa, vô cùng vắng vẻ. Đến nơi, Dương bị bọn họ trói lại áp sát vào ghế. Quỳnh bước đến liên tục tát vào mặt của Dương những cái trời giáng, khiến cho Dương choáng váng và đau đớn vô cùng. Sau đó, Quỳnh nắm lấy tóc của Dương và nói, con chó mày thích anh tuấn lắm đúng không hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời vì mày dám quyến rũ người tao yêu tôi tôi không quyến rũ anh ấy chúng tôi hoàn toàn trong sáng câm miệng mày không có tư cách nói chuyện với tao tao không có mù mà không nhìn thấy ngày nào anh tuấn cũng chở mày đi học nhưng tôi và anh ấy chỉ đơn giản là bạn bè thôi còn dám chối ư nói rồi quỳnh ra hiệu cho hai người đàn ông tiến lên phía trước một người nắm tóc của dương còn người kia giữ lấy vai của cô quỳnh kêu các bạn của mình là linh yến và vi cùng nhau đánh dương một cách dã man dương la hét trong tuyệt vọng và đau đớn giá như bây giờ tuấn có thể đến để cứu cô thoát khỏi tình cảnh này bọn chúng vẫn giờ trò hèn hạ như lần trước linh và vi cùng xé đồ của dương còn những người khác vẫn tiếp tục đánh đập chiếc vòng cổ mẹ mua cho dương hình cỏ bốn lá đã bị đứt mỏng manh bám víu vào cổ áo của dương bọn người kia vẫn tàn nhẫn đánh vào đầu vào mặt và bụng của dương mà không có cảm giác tội lỗi hay thương xót dù vậy dương vẫn nắm chặt lấy sợi dây chuyền của mẹ không buông vì đối với cô đó là món quà quý giá nhất còn quỳnh cô ta lấy điện thoại ra quay lại và đăng trực tiếp lên mạng xã hội quỳnh muốn dồn dương đến đường cùng muốn lăng mạ cô đến mức tồi tệ nhất quỳnh đứng bên cạnh nhìn người khác dày vỏ dương lại khiến cô ta vô cùng thoải mái và vui sướng những người chống lại cô ta đều phải trả những cái giá rất đắt trước đây là thủy còn bây giờ là dương sở dĩ quỳnh có tâm lý lệch lạc như thế cũng là vì trong quá khứ cô và mẹ phải sống trong cảnh bị chính ba ruột của cô bạo hành dã man vì không thể chịu đựng được nữa nên mẹ cô đã lén lút dẫn cô ra đi để trốn khỏi hoàn cảnh ấy sau này mẹ của quỳnh được sự giúp đỡ của người gì nên công việc làm ăn trở nên thành công và bà đã trở thành một trong những người giàu có nhất thành phố do bà muốn bù đắp cho quá khứ đau khổ của quỳnh nên đã có phần nuông chiều cô quá mức vô tình đã khiến cho quỳnh trở nên bướng bỉnh và kiêu ngạo cô ta luôn cho rằng không một ai có quyền chống lại mình nhóm người của quỳnh đang thỏa sức dày vỏ dương thì bỗng dưng tuấn tông cửa thật mạnh và lao vào tuấn chạy đến đá vào bụng hai gã đàn ông kia bọn chúng cũng đánh trả lại đôi bên ẩu đả một lúc vì sợ tổn thương đến tuấn nên quỳnh đã lên tiếng dừng lại nghe được mệnh lệnh của quỳnh hai gã đàn ông liền dừng lại tuấn thấy vậy chạy đến đỡ lấy dương cô lúc này đã chẳng còn chút sức lực nào cả ngay cả mở mắt cô cũng không làm được tuấn vội bế dương đến bệnh viện trước khi đi ánh mắt của tuấn có lướt sang nhìn quỳnh một lúc chẳng thể biết anh đang suy nghĩ điều gì khi thấy quỳnh lại dễ dàng tha cho dương và tuấn như thế linh vội hỏi quỳnh sao mày lại tha cho con dương như vậy mày đừng nôn nóng kịch hay còn chỉ mới bắt đầu Tại sao chuyện gì mày cũng tự quyết định một mình như thế? Mày có thật sự xem bọn tao là bạn thân hay không? Tao biết tao nên làm gì mà, khi nào đúng thời cơ tự khắc mày sẽ được biết." Linh nhìn Quỳnh thật lâu, đôi mắt không quên được sự tức giận. Dường như chuyện lần trước, Linh vẫn chưa thể nào tha thứ cho những gì Quỳnh đã làm với cô. Chẳng phải chỉ vì chuyện Quỳnh đổ oan cho Linh mà khiến cô tức giận đến như vậy. Thật ra trong quá khứ Quỳnh đã rất nhiều lần đối xử quá đáng với cô. Linh nhớ lại trước đây, lúc cô và Quỳnh vừa mới lên cấp 3, Linh có thích một chàng trai học chung trong lớp tên là Bảo. Vì là bạn thân với nhau, nên Linh đã kể cho Quỳnh nghe về chuyện đó. Linh đã thích thầm Bảo 3 tháng, nhưng cô không dám bày tỏ. Đến một khoảng thời gian sau, Linh đã lấy hết can đảm định tỏ tình với chàng trai ấy, thì cô đã trông thấy Quỳnh cùng Bảo có cử chỉ thân mật cùng nhau ăn cơm trong căn tin trường. Nhìn thấy cô, Quỳnh chẳng có vẻ gì tỏ ra áy náy mà còn kêu Linh đến để ngồi chung bàn và cùng ăn. Quỳnh còn chẳng ngần ngại mà giới thiệu với Linh rằng bảo là người yêu của cô. Lúc đó, Linh rất tức giận, cơn thịnh nộ trong lòng cô gần như không kiểm soát được. Nhưng nghĩ đến dù sao, cô và Quỳnh đều là bạn bè cùng nhau lớn lên từ nhỏ không thể vì một người con trai mà đánh mất tình bạn nên linh cũng đã cố gắng kiềm chế cơn nóng giận lúc đó và im lặng cho qua sau chuyện đó dường như biết linh nhường nhịn mình nên quỳnh ngày càng quá đáng hơn với linh hôm đó lớp của linh và quỳnh đang có tiết kiểm tra quỳnh do không chịu học hành chăm chỉ nên đã không biết làm bài và cô đã sử dụng tài liệu chẳng may quỳnh làm rớt tài liệu xuống đất và bị giáo viên bắt gặp nhưng cô không chịu nhận lỗi mà đã đổ lỗi cho linh linh rất bất ngờ về hành động của quỳnh không chấp nhận bị đổ oan nên cô đã biện minh cho mình thưa cô tài liệu là do quỳnh sử dụng chứ không phải của em ạ à. giáo viên tức giận quay sang hỏi quỳnh em quỳnh chuyện này là sao thưa cô lúc nãy em có thấy linh lén sử dụng tài liệu thấy cô xuống thì bạn ấy liền vứt qua chỗ của em em chỉ định nhặt lên rồi đưa cho cô thì cô đã xuống đến và hiểu lầm em rồi ạ à. linh tức giận phản bác lại rõ ràng là bạn sử dụng tài liệu vậy mà còn đổ oan cho mình quỳnh bạn thật quá đáng mà linh à nếu như bạn có làm thì phải thừa nhận chứ mình đã nói là mình không có sử dụng tài liệu thấy linh và quỳnh cứ mãi cãi nhau sợ mất trật tự lớp nên giáo viên đã lên tiếng cô yêu cầu hai bạn trật tự được rồi nếu như không ai nhận là mình đã sử dụng tài liệu vậy thì cô sẽ hỏi bạn yến bạn ấy ngồi sau hai em chắc chắn bạn ấy sẽ biết quỳnh liếc mắt nhìn sang yến với ánh mắt cảnh cáo nếu yến dám nói ra sự thật thì quỳnh sẽ không tha cho cô thấy vậy giáo viên liền hỏi yến yến em ngồi sau hai bạn nên chắc em sẽ quan sát được ai là người sai em mau nói ra để cô biết mà xử lý bạn nào vi phạm yến quay sang nhìn linh rồi lại nhìn quỳnh giữa linh và quỳnh đương nhiên quỳnh sẽ là người có tiếng nói hơn một phần yến cũng chơi chung với quỳnh nên cũng hiểu rõ tính cách của quỳnh ra sao nếu như làm trái ý quỳnh chắc chắn yến sẽ có kết quả không tốt đắn đo một lúc yến liền trả lời giáo viên thưa cô lúc nãy Em thấy Linh lấy từ ba lô của mình ra một mảnh giấy nhỏ. Sau đó, lén la, lén lút trong giờ kiểm tra ạ. Yến đã nói như thế thì Linh cũng không còn gì có thể biện minh được nữa. Cô nhìn Yến, Yến vội áy náy mà cúi gục đầu xuống. Còn Quỳnh, cô cảm thấy khá thoải mái, vẻ mặt cô không giấu nổi sự đắc ý. Sau giờ học, Linh bị mời xuống phòng giáo viên để làm bảng kiểm điểm bài kiểm tra hôm đó của linh bị chấm không điểm linh rất uất ức nhưng không có cách nào chống lại được quỳnh cô đành ngậm ngùi im lặng và tiếp tục cho quà cho đến bây giờ mọi hành động và lời nói của quỳnh đã quá sức chịu đựng của linh cô không muốn im lặng và bị xem thường như thế nữa linh quyết làm gì đó khiến cho quỳnh phải trả giá về phần tuấn anh đưa dương vào phòng cấp cứu rồi lo lắng ngồi ở ngoài chờ đợi tin của dương một lát sau bác sĩ bước ra và nói ai là người nhà của bệnh nhân ánh dương tuấn đứng dậy và chạy vội đến để trả lời bác sĩ là tôi thưa bác sĩ cho tôi hỏi dương có sao không vậy ạ cũng may là cô ấy không bị chấn thương ngay những vùng nguy hiểm cô ấy chỉ bị chảy xước ngoài da tâm lý có phần chưa ổn định vẫn còn rất sốc bệnh nhân nên được chăm sóc kỹ lưỡng và nghỉ ngơi lấy lại sức tránh bị kích động quá nhiều dạ tôi cảm ơn bác sĩ tuấn mở cửa bước vào phòng bệnh để thăm dương thấy cô nằm thẫn thờ trên giường bệnh tuấn bước đến gần và hỏi thăm em cảm thấy trong người như thế nào em không sao đâu anh đừng lo khắp cả cơ thể không một chỗ nào lành lặn đối với em như vậy là không sao ấy hả anh tuấn anh có biết chỗ nào có thể sửa chữa trang sức không vừa nói dương vừa đưa cho tuấn xem sợi dây chuyền của mình lúc nãy trong khi bọn chúng đánh em thì đã làm nó bị đứt đây là đồ vật vô cùng quý giá đối với em được rồi anh sẽ sửa nó giúp em em cố gắng tịnh dưỡng cho khỏe nhé em cảm ơn anh rồi bỗng dưng dương lại nhìn tuấn nước mắt của cô cứ thế mà chảy ra giàn rụa. Em đúng là một đứa con bất hiếu, một đứa xui xẻo. Ở nhà, mẹ đã làm lụng rất vất vả để em có thể đi học. Vậy mà... Ờ, em nói như thế là sao? Anh nghe các bạn cùng lớp nói. Em học rất giỏi mà. Không những thế lại còn rất chăm chỉ nữa. Em đâu có bất hiếu. Hay phụ lòng của mẹ em đâu. Em cố gắng đi học chỉ vì tương lai của bản thân và hơn hết học hành còn là ước mơ của mẹ em bà muốn em đi học như thể thay bà tiếp tục bước tiếp con đường tương lai phía trước nhưng không ngờ em lại gặp phải chuyện như thế này đó không phải là lỗi do em em hiểu không em cứ xem như đây là thử thách mà ông trời đã tạo ra cho em để có thể giúp em mạnh mẽ hơn sau này còn biết đương đầu với những biến cố khó khăn hơn nữa dương bật khóc thật to tuấn tỏ vẻ bối rối chẳng biết làm sao anh đành kéo dương ngồi dậy và tựa đầu vào vai mình cứ thế một người khóc một người dỗ dành như thể các cặp đôi đang yêu nhau một thời gian sau dương cũng đã ổn định lại tâm lý và vết thương cũng đã khỏi hẳn nhưng những đoạn phim dương bị quỳnh quay lại vẫn là chủ đề được bàn tán rất nhiều dương đến trường đi học không thể tránh khỏi những ánh mắt tò mò chế giễu của mọi người từ bao giờ nạn nhân lại trở thành kẻ bị mọi người chỉ trích còn kẻ làm việc xấu lại được xã hội tha thứ quỳnh dùng tất cả quyền lực của mẹ mình xuyên tạc sự thật dẫn dắt mọi người theo hướng cho rằng dương là người đáng bị như vậy suốt một khoảng thời gian dài dương gần như bị trầm cảm khiến cho tình hình học tập của cô trở nên xa suốt dương từng được vị trí thứ ba trong lớp Bây giờ cô lại chỉ đứng ở vị trí thứ 9. Dương cảm thấy bất lực, dù cố gắng nhưng cô vẫn không thể nào lấy lại được thành tích học tập như trước nữa. Dương buồn bã, một mình trốn lên sân thượng. Cô hét thật to với mong muốn giải tỏa những bất mãn ra ngoài. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, làm ơn xin hãy tha cho tôi. Dương vừa nói, ánh mắt vừa đẫm lệ, cô khóc nấc lên, nghẹn ngào từng cơn nhưng muốn chút tất cả những nỗi uất hận ra ngoài thủy đứng từ xa đã nhìn thấy mọi hành động bất mãn của dương lúc này cô bước đến bên cạnh dương và nói xin lỗi bạn mình mong bạn có thể tha thứ cho mình bạn rơi vào tình cảnh này tất cả là do mình dương vẫn còn rất giận thủy không phải giận vì do chuyện của thủy làm ảnh hưởng đến dương cô chỉ giận vì sao khi cô bị bọn kia giày vò thủy vẫn đứng đó trơ mắt ra nhìn và không kêu người đến giúp nhưng nghĩ lại cũng chẳng trách thủy được vì ai lại dám chống lại một thế lực lớn mạnh để giúp đỡ cho hai cô gái nghèo nàn và không có quyền thế dương bèn trả lời thủy chuyện đã qua rồi bây giờ mình cũng đã hiểu được nỗi khổ của bạn mình không trách bạn đâu mình cảm ơn dương rất nhiều nhưng mình có chuyện muốn nói cho dương biết thủy muốn nói chuyện gì vậy dạo gần đây mình thấy dương khá thân với tuấn mình nghĩ người đàn ông này không đơn giản thủy nói gì vậy chứ anh tuấn đối xử rất tốt với mình anh ấy luôn bảo vệ mình trong mọi hoàn cảnh mình biết nhưng mình nghĩ thủy nên dừng lại mình không muốn nghe thủy nói xấu về anh tuấn tạm biệt thủy đối với dương tuấn là một người rất đặc biệt cô rất tin tưởng tuấn có lẽ tình cảm cô dành cho tuấn đã quá lớn ở bên cạnh anh ấy dương có cảm giác được che chở và bảo vệ nhiều ngày trôi qua dương vẫn cứ như vậy vẻ mặt chẳng lúc nào xuất hiện nụ cười tuấn đã quan sát dương mấy hôm nay biết cô vẫn không vượt qua được cú sốc lần này tuấn quyết định làm gì đó để giúp dương có thể vui vẻ hơn tuấn đã mời dương đi chơi tuấn dẫn cô đến công viên trò chơi để dương có thể có những phút giây quên đi muộn phiền của hiện tại hôm ấy là ngày dương cảm thấy vui vẻ nhất từ khi bước chân lên thành phố cô được vô tư đùa giỡn như lúc còn là trẻ con tuấn nhìn dáng vẻ đơn thuần ấy của dương trong lòng anh lại trống rỗng dường như ánh mắt của anh đang chất chứa điều gì đó rất nặng nề hai người đi chơi đến tối tuấn dẫn dương vào một quán ăn nhỏ ở lề đường cả hai cùng nhau ăn uống rồi nói chuyện vui vẻ. Dương vừa cười vừa nói với Tuấn: "Cảm ơn anh Tuấn, không ngờ em có thể gặp và làm bạn được với một người tốt như anh. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều, em rất cảm kích anh." "Thôi giờ này còn ơn nghĩa gì nữa, một ly trà đào nha." "Được thôi, chuyện nhỏ mà." Cả hai bật cười vui vẻ. Sau lời nói đùa của Tuấn, bỗng Tuấn lấy từ trong túi ra một thứ gì đó nằm gọn trong lòng bàn tay và chìa ra trước mặt Dương. Em đoán xem anh có gì cho em này. Anh nói đi, em không đoán được. Tuấn xòe bàn tay của mình ra. Trong đó chính là sợi dây chuyền cỏ bốn lá mà mẹ của cô đã mua cho cô. Dương nhảy cẫng lên, vui mừng khôn xiết, liên tục cảm ơn Tuấn. Một lát sau, chẳng biết Dương lấy can đảm ở đâu. Hôm nay cô lại ngỏ ý muốn mời Tuấn đi uống rượu. Hôm nay, em sẽ cho bản thân mình nghỉ phép một ngày. Anh đi uống rượu với em nhé. Em muốn trốn tránh thực tại, ít nhất là hôm nay. Trời ạ, à, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Ừ, anh đi với em nha. Được, đi thôi. Hai người cùng nhau đi đến một quán nhậu gần bờ sông. Dương liên tục uống từ ly này đến hết ly khác. Lần đầu tiên, Tuấn thấy Dương như vậy. Trong mắt anh lúc nào Dương cũng là một cô gái ngây thơ, đơn thuần. Không ngờ, lại có những lúc cô trở nên quyết liệt như vậy. Tuấn ngồi nhìn Dương một hồi lâu, thấy cô đã say mềm. Tuấn bèn ngăn cô lại. Dương hất tay Tuấn ra và nói với giọng điệu lẻ nhẹ. Anh buông em ra, để em uống tiếp. Em đã uống nhiều lắm rồi đó, dừng lại đi. Không, em muốn say cho quên đi tất cả em không muốn nhớ đến những chuyện kinh hoàng đó nữa. Tuấn nhìn Dương, ánh mắt anh chật long lanh, nhìn cô gái ngây thơ trước mặt của mình, bị người khác giày vỏ như vậy, bất chợt trái tim anh lại hụt hẫng đi một nhịp. Bỗng điện thoại của Tuấn có tin nhắn, anh vội mở lên xem, đó chính là tin nhắn của Quỳnh, với dòng chữ, nó say rồi đúng không, mau đưa nó vào nhà nghỉ, rồi hoàn thành nhiệm vụ của mình đi tuấn nhìn thật lâu vào dòng tin nhắn trên điện thoại của mình suy tư nghĩ về khoảng thời gian trước gia đình của tuấn ngày trước cũng là một gia đình có danh tiếng trong thành phố ba của tuấn cùng hợp tác với mẹ của quỳnh để mở công ty nhưng không biết vì sao ba của anh lại vô cớ bị buộc tội chiếm dụng tài sản nếu như bên mẹ của quỳnh khởi kiện ra tòa thì ba của anh sẽ phải vướng vào vòng lao lý không còn cách nào khác tuấn đành hạ mình đến nhà của quỳnh để cầu xin mẹ của cô ta tha cho anh quỳnh rất thích tuấn nên cũng khuyên mẹ cô đồng ý tha cho ba của tuấn nhưng đi kèm theo đó là một điều kiện là tuấn phải làm người yêu của cô ta và nghe theo mọi yêu cầu của cô sau này nếu cả hai chán nhau chỉ có cô ta được quyền chia tay với tuấn còn anh thì không có bất kỳ quyền lựa chọn nào cả nếu như tuấn làm sai yêu cầu của quỳnh thì cô ta sẽ kêu mẹ của mình nộp đơn kiện ba của tuấn bất đắc dĩ vì chữ hiếu nên tuấn đành hạ mình chịu nhục làm theo lời quỳnh mặc dù anh chẳng có một chút tình cảm nào với cô ta cả sau khi dương xuất hiện và xảy ra xung đột với quỳnh cô ta đã rất căm ghét dương và âm mưu sẽ làm cho cuộc sống của dương trở nên tồi tệ cũng như trước đây cô ta đã làm với thủy và những người khác quỳnh kêu tuấn tán tỉnh và ở bên cạnh dương Mặc dù Tuấn là người yêu của cô ta, mọi chuyện và mọi hoàn cảnh Tuấn đến bên Dương đều do một tay Quỳnh sắp xếp. Cô ta muốn Dương yêu Tuấn, rồi sau đó sẽ buộc Tuấn làm hại đến Dương khiến cho Dương tổn thương nặng nề. Khi ấy, cô ta sẽ nắm tay Tuấn bước đến trước mặt Dương và xỉ nhục Dương trước mặt mọi người. Cũng như hôm nay, mọi động tĩnh của Dương và Tuấn, Quỳnh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô ta muốn hôm nay, tuấn sẽ làm hại dương và chụp lại toàn bộ khoảnh khắc cô ta sẽ đăng những tấm hình đó lên mạng xã hội khiến dương trở thành tâm điểm của sự bàn tán bao nhiêu đó mới đủ cho dương nếm trải bài học khi đã dám chống lại cô ta quay về hiện tại dương lúc này đã ngã gục xuống bàn tuấn ngồi đối diện ngắm nhìn dương thật lâu trong đầu anh suy nghĩ rất nhiều chuyện do dự một lát tuấn lại nhận được tin nhắn của quỳnh Nhanh lên, em đợi kết quả của anh. Làm cho tốt thì anh sẽ có thưởng. Còn nếu không, sau tin nhắn đó, Quỳnh gửi kèm một hình ảnh. Trong hình ảnh đó là tờ đơn kiện có tên ba của anh. Ánh mắt Tuấn phút chốc trở nên lạnh lẽo. Anh dịu dưng đi vào một nhà nghỉ mà Quỳnh đã sắp xếp sẵn. Tuấn ôm lấy Dương, để cô từ từ nằm lên giường. Anh tiếp tục chạm tay vào áo của Dương, chậm chậm cởi khuy áo của cô ra sáng hôm sau điện thoại của quỳnh báo tin nhắn đến trong đó chứa những tấm hình của tuấn và dương tối qua cô ta vui mừng nhanh chóng đăng những tấm ảnh đó lên hội nhóm của trường lập tức hình ảnh của tuấn và dương đã trở thành tâm điểm quan tâm hàng đầu còn dương cô say mềm ngủ đến sáng mà không biết chuyện gì cả vừa tỉnh dậy cô đã thấy mình không mặc gì nằm trên giường của nhà nghỉ cô hốt hoảng và nhớ lại tối qua người đi cùng cô là tuấn chẳng lẽ dương nhanh chóng chạy đi xung quanh phòng tìm tuấn thì cô thấy anh đang từ nhà vệ sinh bước ra thấy dương ánh mắt tuấn có vẻ lãng tránh ờ em dậy rồi sao tối qua tối qua chúng ta có xảy ra chuyện gì không anh dương trợn tròn mắt ngã quỵ xuống đất ôm mặt khóc cô nức nở tại sao tại sao anh lại đối xử với em như vậy do anh say quá anh cũng không kiểm soát được anh xin lỗi em anh đừng nói thêm gì nữa đã quá đủ rồi tuấn cảm thấy có lỗi đến bên ôm chầm lấy dương nhưng bị cô hất tay ra dương vội trình lại trang phục rồi chạy một mạch rời đi tuấn chỉ đứng nhìn dương và im lặng dương chạy về trọ của cô ngọc vừa chạy cô vừa ôm mặt khóc đúng lúc chú hoàng cũng ở đó nên kêu dương lại hỏi xem có chuyện gì dương dương sao thế con dạ không có gì đâu chú ạ con nhớ mẹ nên khóc thôi trời ạ thế mà con khóc lớn thế làm chú lo lắng lớn rồi còn nhóng nhẽo thế hả con dạ con xin phép chú cho con về phòng ạ con còn phải tranh thủ đi học ạ. À. ở cái con bé này, hôm nay nó làm sao ấy nhỉ? Dương nhốt mình trong phòng cả ngày, tự giày vò và dần vặt bản thân, cô trách bản thân bất hiếu, trách bản thân đã quá dại khờ và tin vào Tuấn. Bỗng điện thoại của Dương có thông báo tin nhắn. Dương vừa mở ra xem, cô dường như chết lặng đi trong khoảnh khắc đó. Mọi hình ảnh nhạy cảm của cô và Tuấn tối qua đều bị đăng lên khắp các trang mạng và cả hội nhóm của trường. Dưới phần bình luận, mỗi lời nói của mọi người đều là chỉ trích dương dễ dãi và không đàng hoàng. Cô không biết phải làm cách nào để có thể vượt qua được những chuyện này. Dương sợ mẹ cô sẽ biết và bị tổn thương vì cô. Dương sợ chú Hoàng và cô Ngọc sẽ có ánh nhìn khác về cô và cả các thầy cô bạn bè trong trường sẽ kỳ thị xa lánh cô. Lúc này dương mới nhận ra có điều gì đó không bình thường ở đây cô bèn gọi cho tuấn anh đang ở đâu gặp mặt em một chút được không được nhắn cho anh địa chỉ đi dương anh đến ngay dương đã ra chờ tuấn từ rất sớm cô ngồi trên ghế đá ven sông ngắm nhìn mọi thứ xung quanh những chiếc lá thay nhau rụng rơi lả tả những cánh bướm vội quay về để kịp trời tối mặt trời lặn dần sau vách núi quả thật đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ dương đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình đôi mắt của cô không ngừng rơi lệ vì sao cuộc đời này lại bất công với cô như vậy hay tại vì công bằng chỉ đến với những người có quyền lực và địa vị hay sao bỗng sau lưng dương truyền đến tiếng nói của quỳnh dương hốt hoảng quay sang thì thấy cả tuấn điều đặc biệt ở đây làm dương bất ngờ chính là quỳnh đang ôm tay của tuấn cô ta dùng vẻ mặt kênh kiệu để nói chuyện với dương Hôm nay, mày gọi người yêu của tao ra đây có chuyện gì? Người yêu? Dương có nghe lầm hay không? Cô quay sang Tuấn, đưa ánh mắt long lanh dường như sắp khóc nhìn về phía anh. Cô muốn được nghe anh giải thích. Nhưng trái ngược với điều Dương muốn, Tuấn quay mặt sang chỗ khác lảng tránh, như đang thể hiện rõ điều Quỳnh nói là đúng. Dương kinh ngạc hỏi Quỳnh, "Anh Tuấn là người yêu của cô?" "Đúng vậy, mày không biết à?" à mà làm sao mày biết được vì tao đã căn dặn anh ấy không cho mày biết tại sao cô lại làm như vậy đơn giản thôi vì tao ghét mày cô đã dày vỏ tôi bao nhiêu chưa đủ sao chưa mãi mãi là chưa tao phải làm cho mày đau đớn điều đó mới làm tao hạ dạ được dương trở nên kích động cô hét toáng lên nhìn về phía tuấn anh mau trả lời cho tôi chuyện này là sao nói mau tuấn vẫn giữ im lặng hai bàn tay của anh nắm chặt vào nhau hai mắt anh nhắm nghiền lại quay sang hướng khác như đang né tránh câu hỏi của dương quỳnh thấy vậy thì chạm tay mình vào tay của tuấn ra dấu hiệu kêu anh nói ra tất cả mọi chuyện nó hỏi anh kia mau nói đi anh không còn cách nào khác tuấn đành bắt buộc nói ra sự thật giọng tuấn trở nên ấp úng dương cô bình tĩnh nghe tôi nói tôi xin lỗi cô thật ra tôi đến với cô là có mục đích quỳnh tỏ vẻ khó chịu vì giọng điệu ấp úng của tuấn cô ta ngắt lời sao anh lại nói chuyện ấp úng thế kia dừng lại đi để tôi nói cho dễ hiểu có bao nhiêu chuyện làm cũng không xong anh mày nghĩ chuyện anh tuấn đến giúp mày lúc mày bị đánh là ngẫu nhiên sao tất cả là do tao đã sắp đặt từ trước ngay từ cái lúc mày dám chống đối tao thì tao đã có cảnh báo trước cuộc đời của mày sẽ tàn rồi mà mày nghĩ tao đùa giỡn với mày sao cô cô thật độc ác khoan tao còn chưa nói hết còn nhiều chuyện để mày tức giận hơn nữa mà kiên nhẫn chút đi anh tuấn đón đưa mày đi học cũng là do tao sai khiến còn nữa chuyện đoạn phim minh oan tội trộm cắp cho mày mày nghĩ là anh ta có năng lực tự lấy được sao là do tao đưa cho anh ta đó ngoài ra chuyện bọn tao bắt cóc mày địa điểm cũng là tao gửi cho anh ta chứ làm gì anh ta thông minh đến như thế và mày nghĩ nếu như tao thật sự muốn bắt và giày vò mày hết lần này đến lần khác mày có thể dễ dàng thoát khỏi hay sao còn chuyện mày và anh tuấn dừng lại đi tôi không muốn nghe nữa có phải cô định nói vẫn là cô kêu anh ta ngủ với tôi rồi chụp hình đăng lên không ôi mày trở nên thông minh rồi đó ha ha mày biết không khi tao đã ghét ai rồi thì đánh đập thân xác kẻ đó đối với tao quá bình thường cái tao muốn nhắm đến là nỗi đau tinh thần kìa rốt cuộc cũng do mày thôi quá khờ khạo ha ha cô thật sự là một người rất độc ác và thâm hiểm tôi không ngờ dù sao mày cũng biết hết rồi vậy bọn tao về đây cứ từ từ ở đó mà suy ngẫm ha ha. Dương ngã quỵ xuống đất, hai mắt của cô vô hồn, vẻ mặt trở nên nhợt nhạt u uất. Bây giờ, nỗi tuyệt vọng của Dương đã quá lớn. Cô nhớ lại tất cả những việc mà cô và Tuấn đã cùng trải qua. Không lẽ những cảm xúc lúc đó đối với Tuấn đều là giả hay sao? Cô chẳng còn thiết tha gì cuộc sống sau này nữa. Cô cho rằng bản thân cô rất kinh tờm và dơ bẩn. Rồi Dương đứng dậy, bỏ chạy thật nhanh. Cô chạy mãi, chạy mãi lên đến sân thượng của một tòa nhà cô bước lên một bậc nhìn thành phố dưới chân thật nhỏ bé nhưng sao cô chẳng còn thấy sợ nữa dương suy nghĩ về mẹ về những người từng giúp đỡ cô ít nhất cuộc sống này cũng còn một chút gì đó yêu thương cô nhưng bao nhiêu đó vẫn không đủ để lấn át đi sự khắc nghiệt ấy dương không còn muốn nhìn thấy thế giới này nữa bản thân của cô đã trở nên dơ bẩn cũng chẳng còn gì để mất nữa dương định nhảy xuống đất thì bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc dương dừng lại chú hoàng nè con con nghe chú nói được không dương à cô ngọc nè con bình tĩnh đã con dương quay lại nhìn đó chẳng ai khác ngoài chú hoàng và cô ngọc cô và chú lúc này rất lo lắng cho dương chú hoàng nói dương con định làm điều dại dột hay sao con không nghĩ đến mẹ của con hay sao? nhưng con không còn xứng đáng làm con của mẹ nữa chú Hoàng ạ. À. Tình cảm mẫu tử rất thiêng liêng, không có gì gọi là xứng hoặc không xứng cả. con nghe chú, mau xuống đi con. Cô Ngọc cũng tiếp lời của chú Hoàng. Cô và chú đã biết chuyện của con rồi, nhưng cô chú tin là con bị hại chứ con không phải là con người như vậy. nếu con chết đi có bao giờ con nghĩ đến khi mẹ con biết chuyện sẽ như thế nào không con xuống đây đi con đưa tay cho cô sau khi nghe cô ngọc và chú hoàng khuyên nhủ dương đã thông suốt và bình tĩnh hơn lúc nãy cô định quay người bước xuống thì bỗng dưng bị trượt chân choáng váng và phản ứng không kịp nên dương đã ngã xuống dưới cô ngọc hét lên dương cẩn thận đó con Chú Hoàng và cô Ngọc hốt hoảng, trợn tròn mắt rồi vội chạy đến xem tình hình của Dương. Cũng may là Dương đã ngã trúng vào mái nhà của người dân, rồi lăn xuống nằm trên nóc xe tải. Chú Hoàng và cô Ngọc vội vã chạy đến và đưa Dương vào bệnh viện. Dương được đưa đến phòng cấp cứu ngay sau đó. Cô Ngọc đã dùng điện thoại của Dương để gọi cho mẹ của cô biết về tình trạng của cô hiện giờ, hay được tin con gái gặp nạn mẹ của dương tức tốc đặt vé xe khách và đi ngay trong tối đó sau khi lên đến bệnh viện mẹ của dương đã gọi lại cho cô ngọc và nhờ cô ra đón cô ngọc dẫn mẹ của dương đến phòng cấp cứu đến nơi mẹ của dương bỗng nhìn thấy chú hoàng hai người bốn mắt nhìn nhau lòng nặng trĩu không biết nên nói gì hóa ra chú hoàng chính là mối tình đầu của bà ấy chú chính là cái người mà đã bỏ bà ra đi trong im lặng để bà ở lại một mình đau khổ khôn nguôi. Những tưởng, xa cách lần ấy sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Nhưng không ngờ, hôm nay hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Bà bất chợt, trở nên sừng sốt và bối rối, vừa chịu cảnh con mình gặp nạn, đồng thời còn gặp lại người mình rất đỗi căm ghét. Nhất thời, bà không biết phải làm sao, còn chú Hoàng gương mặt của chú trở nên căng thẳng vẫn là cái dáng vẻ của ngày xưa khi chú gặp người mình yêu. Chú cất giọng: "Chào Lan." Mẹ của Dương vẫn cứ im lặng, nhìn về phía chú Hoàng. Gương mặt bà dường như không cảm xúc, nhưng chính đôi mắt của bà lại bán đứng bà. Trong đôi mắt ấy, dường như chất chứa nỗi buồn, một chút nghẹn ngào, một chút nhớ thương và có cả sự oán hận. Thấy vậy, Cô Ngọc cũng tò mò hỏi: "Hai người quen nhau à?" mẹ của dương vội trả lời à không không quen đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau biết mẹ của dương vẫn chưa tha thứ cho mình chú hoàng lại nói tiếp sang chuyện của dương lan là mẹ của bé dương hả đúng rồi tôi là mẹ của con bé sao anh lại biết đến con gái tôi anh gặp con bé trong một lần tình cờ lúc ấy nó sắp bị kẻ xấu lừa nên anh đã giúp nó hóa ra là vậy cảm ơn anh rất nhiều cảm nhận được bầu không khí có phần căng thẳng cô ngọc lên tiếng hóa ra là hai người cũng có quen nhau từ trước nhỉ cả mẹ của dương và chú hoàng đều đồng thanh không quen cả ba trở nên gượng gạo thì bác sĩ bỗng bước ra và trình bày tình hình của dương lần trước bệnh nhân đã gánh chịu cú sốc tâm lý nặng chưa hoàn toàn khỏi hẳn thì hôm nay lại gặp thêm cú sốc lớn hơn tôi nghĩ bệnh nhân đang dần không kiểm soát được bản thân mẹ của dương vội chạy đến nắm lấy tay của bác sĩ và hỏi vậy con gái tôi ngã từ trên cao xuống có sao không bác sĩ bệnh nhân có dấu hiệu chấn thương não nhẹ gãy một bên chân phải nhưng chúng tôi đã cấp cứu kịp thời tạm thời sẽ không sao có lẽ bệnh nhân sẽ phải hôn mê trong khoảng vài ngày nếu chậm hơn sẽ đến tận một tuần nhưng quan trọng hơn là vết thương về tinh thần tôi nghĩ cô ấy khó mà vượt qua được mong người nhà chuẩn bị tâm lý nghe lời bác sĩ vừa nói xong mẹ của dương trở nên hụt hẫng bà dường như không còn nhìn thấy gì mắt mũi bà trở nên tối sầm lại đến khi tỉnh lại bà thấy mình đang nằm trên giường bệnh kế bên là chú Hoàng đang nhìn bà, chưa kịp lo cho bản thân, bà vội lao xuống giường chạy đi tìm Dương. bất ngờ với hành động của bà, chú Hoàng cũng chạy theo và đưa bà đến phòng bệnh của Dương. nhìn thấy đứa con mà mình khổ sở nguy lớn, giờ lại toàn thân đầy thương tích nằm bất động trên giường, lòng bà không khỏi đau xót, nước mắt bà chảy ra không ngừng. bà chạy đến nắm lấy tay Dương, nhìn những vết sẹo dài trên người cô, bà có thể hình dung được cô đã gặp phải những đau đớn như thế nào chú hoàng vội đến an ủi bà lan em đừng như thế những lúc như thế này con bé rất cần em cho nên em phải thật mạnh mẽ cảm ơn anh bây giờ anh về được rồi không anh muốn ở lại đây với em cùng chăm sóc dương anh cứ về đi một mình tôi vẫn có thể chăm sóc cho con bé nghe mẹ của dương nói vậy chú hoàng cũng lật đật quay đi một lát sau chú quay lại trên tay cầm theo túi đồ ăn chú hoàng nói từ tối đến giờ em vẫn chưa ăn gì nào qua đây ăn một ít đi anh có mua món bún riêu mà em thích nhất đây anh ăn đi tôi không muốn ăn nếu như em không ăn sẽ không có sức khỏe để chăm sóc con bé lúc này dương nó rất cần em em ở bệnh thì sẽ không có ai bên cạnh con bé cả nghe vậy mẹ của dương nhìn con mình một cái rồi bước lại bàn ngồi ăn chung với chú hoàng biết bà ấy có rất nhiều câu hỏi dành cho mình chú hoàng liền lên tiếng trước em không muốn hỏi anh chuyện gì à không vậy thì để anh tự kể không cần thôi để anh nói tất cả hết mọi chuyện cho em nghe ngày ấy anh ra đi mà không một lời từ biệt là do ba mẹ anh mắc bệnh nặng ở quê y tế chưa phát triển nên anh phải đưa ba mẹ lên thành phố bản thân anh chẳng có gì trong tay cả anh không muốn làm liên lụy đến em nên anh đành lặng thầm chọn cách xa em thay vì im lặng chịu một mình anh có thể nói với tôi mà anh có biết tôi đợi chờ anh khổ sở như thế nào không phải đợi rất lâu tôi mới có thể nguôi ngoai đi phần nào anh biết mình sai rồi anh xin lỗi em bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi chỉ cần em cho phép anh sẽ cùng em chăm sóc cho dương thật sự khi nhìn thấy con bé lần đầu tiên anh liền nghĩ ngay đến em nếu như thôi được rồi đừng nói nữa anh có thể đi mua giúp tôi một vài thứ cho con dương được không được em cần gì mẹ của dương lên danh sách vài thứ cần mua của dương cho chú hoàng thực chất bà ấy muốn trốn tránh chú hoàng càng lâu càng tốt tạm thời bà vẫn chưa chấp nhận được việc gặp lại chú hoàng sau nhiều năm xa cách về phía của tuấn sau cái hôm mà anh đã cùng quỳnh làm tổn thương dương không ngày nào anh cảm thấy bản thân mình vui vẻ tuấn luôn tự dằn vặt giày vò bản thân bằng cách tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài anh cũng đã biết dương xảy ra chuyện bản thân anh rất muốn đến thăm dương nhưng anh không có đủ can đảm đó và anh cũng biết mình không có tư cách để được gặp lại Dương. Tuấn biết chắc chắn, cả đời này Dương sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Bỗng tiếng chuông cửa nhà của Tuấn vang lên. Anh chạy ra mở cửa và anh rất bất ngờ, vì đó là Linh, bạn của Quỳnh. Anh tỏ vẻ chán ghét và định đóng cửa lại, thì Linh vội ngăn cản và cất giọng: "Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với anh." "Chuyện gì?" cô mau nói đi không thể cho tôi vào nhà được à tuấn nghiêng người sang một bên ngỏ ý mời linh vào nhà ngồi xuống ghế tuấn rót cho linh một ly nước và hỏi cô có chuyện gì cô mau nói đi tôi không có nhiều thời gian anh bận chuyện gì thế hay là bận kiểm điểm lại bản thân cô đừng nóng tôi chỉ nói đùa cho vui thôi mà vấn đề chính hôm nay tôi đến đây là muốn hợp tác với anh hợp tác với tôi vậy phải khiến cô thất vọng rồi tôi chẳng có gì để hợp tác với cô cả có chứ anh có rất nhiều là đằng khác kìa ý cô là sao tôi muốn cùng anh vạch trần bộ mặt thật của con quỳnh chẳng phải cô và quỳnh là bạn thân sao đúng nhưng tôi không thể nào chấp nhận được sự kiêu căng ngạo mạn của nó nữa tôi muốn cho nó một bài học nhớ đời nhưng tôi anh yên tâm tôi đã điều tra kỹ lưỡng mọi chuyện rồi tôi mới đến tìm anh thật ra chuyện của ba anh là do mẹ con của quỳnh đã cố ý hãm hại cô ta thích anh vì muốn có được anh một cách tự nguyện và nhanh chóng nhất nên cô ta đã nhờ mẹ mình âm mưu hại gia đình anh để có thể đạt được mục đích của mình cô ta quả thật rất nham hiểm thảo nào gia đình tôi không tìm được bằng chứng nào để minh oan cho ba của tôi cả đúng là do cô ta và mẹ của cô ta đã bày kế hết cả rồi họ lạm dụng quyền lực của mình để bóp méo đi sự thật hãm hại người vô tội nhưng làm sao cô có thể tìm được bằng chứng anh quên gia đình tôi cũng không phải dạng tầm thường hay sao bây giờ tôi sẽ đưa ra bằng chứng minh oan cho ba của anh đổi lại anh sẽ phải giúp tôi một việc đó là việc gì nếu trong khả năng tôi sẽ giúp cô tôi thừa biết những tấm hình của anh và dương là giả thực chất anh chưa hề động đến cô ấy đúng chứ tôi không nỡ làm như vậy với cô ấy dương là một cô gái tốt rất đơn thuần và đáng yêu được rồi đây không phải lúc thể hiện tình yêu đâu những đoạn tin nhắn mà quỳnh gửi cho anh bảo anh làm chuyện xấu hại dương anh còn giữ không còn nó vẫn nằm trong điện thoại của tôi. Anh có muốn minh oan cho Dương và lấy lại danh dự của cô ấy không? Tôi muốn chứ. Cô có cách gì? Anh chụp lại những đoạn tin nhắn đó rồi đăng lên mạng xã hội và hội nhóm của trường. Ngoài ra, tôi còn có những hình ảnh đồ trụy của Quỳnh và những người đàn ông khác trên giường. Lần này, cô ta khó mà thoát khỏi. Làm sao cô lại thu thập được nhiều thông tin chống lại Quỳnh như thế? tôi chỉ áp dụng và học theo thủ đoạn của cô ta thôi đến lúc cô ta gặp quả báo rồi chiều hôm ấy những tin tức xấu xa của quỳnh đều tràn lan khắp mọi nơi vì là con của người có danh tiếng nên quỳnh càng được giới báo chí chú ý theo dõi và đăng tin nhiều hơn lúc này quỳnh rất hoảng loạn và luôn trong trạng thái không ổn định mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cho cô không kịp trở tay tuấn đã đến đồn cảnh sát nộp đơn kiện mẹ của quỳnh vì tội đã vu khống cho ba của anh phạm tội chiếm dụng tài sản còn linh cô nhờ vào thế lực của gia đình mình đã tìm thêm được một số bằng chứng phạm tội khác của mẹ quỳnh và trình báo lên cảnh sát bây giờ linh chỉ còn chờ đợi gia đình của quỳnh bị sụp đổ mà thôi biết được chuyện xấu của con mình đang bị lan truyền mẹ của quỳnh rất tức giận lập tức về nhà và liên tục chửi mắng cô những lời khó nghe Trời ơi, con đã làm gì sai mà lại có một đứa con bất hiếu như thế này? Mẹ à, mẹ phải bình tĩnh chứ. Rõ ràng là có người hại con, con sẽ tìm ra được kẻ đó. Ai có thể hại mày nếu như mày không làm gì? Đồ mất dạy, tao nuôi mày cực khổ, cho mày ăn học đàng hoàng, vậy mà mày lại ăn chơi sa đọa, làm bẽ mặt tao như thế này. Biết thế, lúc đấy tao để mày lại cho ba mày để mày tiếp tục sống với ông ta có như thế mày mới biết được sự nghèo khổ thiếu thốn là như thế nào mẹ đừng cứ mãi trách con như vậy mẹ nghĩ rằng những gì bây giờ mẹ cho con là đầy đủ sao tao cho mày ăn học tiền bạc tiêu xài thoải mái mày muốn mua gì hay ăn gì cũng có vậy tao hỏi mày mày thiếu thốn cái gì quỳnh bật khóc nghẹn ngào quát lên trước mặt mẹ của cô kia con đang cần là sự quan tâm của mẹ đó mẹ. Con biết, mẹ thương con nên mới cố gắng đi làm, để có tiền cho con một cuộc sống sung sướng. Nhưng mẹ ơi, con chưa bao giờ đòi hỏi điều đó cả. Khi con cần, là mẹ quan tâm con như lúc nhỏ kia kia. Quỳnh kích động, bất ngờ chạy đến trước mặt mẹ. Cô khóc ướt hai hàng mi, xoay người vén áo lên, đưa cho mẹ cô xem những vết sẹo, vết xước trên lưng của cô mẹ của quỳnh nhìn thấy những vết sẹo đó không khỏi ngạc nhiên bà hỏi quỳnh tại sao lưng của con lại đầy dẫy những vết sẹo thế kia nếu như hôm nay con không cho mẹ xem những vết sẹo này thì có khi đến con chết đi mẹ cũng không hề biết đến sự xuất hiện của nó trên cơ thể của con đúng không mẹ mẹ xin lỗi con những vết sẹo này là do con đánh nhau mà có lúc đó là năm con học lớp 8, còn có xảy ra mâu thuẫn với mấy tay cá biệt của lớp trên. Sau giờ học, chúng nó kéo cả nhóm đến, cầm dao dọc giấy mà thoải mái cắt vào lưng của con. Hôm đó, con về nhà chỉ có một mình, con cũng muốn nói cho mẹ biết lắm chứ. Nhưng mẹ suốt ngày bận rộn, còn đúng ngay hôm đó mẹ phải đi công tác xa. Cơ hội gặp mẹ, con cũng không có. Huống hồ gì là nói cho mẹ biết chuyện lớn như thế này nhưng tại sao khi mẹ đi công tác về con lại không nói cho mẹ biết chuyện này nói làm gì hả mẹ khi mẹ về đến nhà cứ tập trung làm việc rồi sau đó lại tiếp tục đi công tác đến mức bữa cơm gia đình hai mẹ con vẫn chưa bao giờ ăn cùng nhau tối nào con đi học về vào phòng của mẹ cũng không gặp mẹ cuộc sống của mẹ hình như chưa từng có con đúng không mẹ con đã hiểu lầm mẹ rồi con là tất cả cuộc sống của mẹ mẹ rất yêu con nhưng mẹ bắt buộc phải cố gắng đi làm chỉ có như vậy mẹ mới có thể bù đắp cho con khi sống trong cảnh không có ba mẹ à những gì mẹ làm bây giờ đã khiến con cảm thấy ngay cả mẹ con cũng chẳng có nữa trong lúc hai mẹ con của quỳnh đang nói chuyện với nhau thì cảnh sát đã đến trước cửa nhà để áp giải mẹ của quỳnh về đồn để lấy lời khai trong quá trình điều tra Cảnh sát đã phát hiện được thêm nhiều hành vi phạm tội khác của mẹ Quỳnh. Không lâu sau, bà đã bị tuyên án 5 năm tù và bị tịch thu toàn bộ tài sản. Nghe tin mẹ bị tuyên án, Quỳnh đã không còn giữ được bình tĩnh, cô la hét gào khóc trước phiên tòa. Nhưng cho dù cô có làm gì thì vẫn không thể thay đổi được thực tại. Quỳnh bây giờ đã mất tất cả, người thân không có, nhà cửa lại càng không những người trước đây từng đi theo quỳnh đều đã dần xa lánh và rời bỏ cô quỳnh chán nản vừa bước đi vừa gào thét thật to và chửi rủa lũ khốn nạn chúng mày đúng là vong ơn bội nghĩa tao nguyền rủa chúng mày không bao giờ có được cuộc sống tốt đẹp vì không có nhà ở nên quỳnh đành đi lang thang khắp nơi bỗng dưng cô lại nhớ đến linh nhớ lại trước đây dù cô có làm gì quá đáng với linh thì linh cũng bỏ qua và tiếp tục làm bạn với cô lần này có lẽ linh vẫn sẽ như thế vẫn xem cô là bạn dù có như thế nào nghĩ đến đó quỳnh trở nên vui vẻ nhanh chóng chạy đến nhà tìm linh với mong muốn linh có thể giúp cô vượt qua giai đoạn này quỳnh đến nhà linh bấm chuông thật lâu mới thấy linh ra mở cửa nhìn thấy linh quỳnh rất hớn hở và nói linh à mở cửa cho tao với linh nhìn quỳnh với thái độ chán ghét và nói mở cửa để làm gì bạn bè vào nhà nhau chơi không được à ai lại đi làm bạn với thể loại như mày mày nghĩ mày xứng đáng sao linh hôm nay mày dám nói chuyện với tao như thế sao mày nhìn lại mình xem mày là ai mà tao không dám quỳnh chợt sửng sốt nhìn lại bản thân mình đúng vậy bây giờ cô đã chẳng còn như trước nữa hiện tại cô chẳng khác gì một kẻ vô gia cư nhìn thấy vẻ nhếch nhác của quỳnh linh lại tiếp tục nói bây giờ mày chẳng còn là cô tiểu thư như xưa nữa đâu đừng có ở đó mà lên giọng với tao nói đi hôm nay mày đến tìm tao có chuyện gì ờ thì tao định ở nhờ nhà mày vài hôm đến khi tao tìm được chỗ ở thì tao sẽ đi nhà tao chỉ còn phòng cho chó là còn trống mày có ở được không mày thật quá đáng hóa ra mày cũng chẳng khác gì lũ người kia đều là bọn giả tạo mày nói ai giả tạo tao nghĩ hai chữ giả tạo dành cho mày thì đúng hơn mày mày nghĩ những điều mày làm với tao trước đây tao đều dễ dàng cho qua như vậy sao chẳng qua là vì có mẹ của mày nên tao cũng phải nhường một bước nếu không mày đừng có mơ mà tao tha thứ cho mày linh mày đúng là đồ phản bội đã tới bước đường này tao cũng chẳng giấu mày làm gì nữa chính tao là người đã tung những hình ảnh xấu xa của mày lên mạng đó à còn nữa mẹ của mày đi tù cũng là do tao đã cung cấp bằng chứng cho bên cảnh sát đó sao có bất ngờ không quỳnh trở nên kích động tức giận đến tột độ Cô lao vào đập phá cánh cổng nhà của Linh, nhưng vẫn không thể làm gì được Linh. Quỳnh quát lớn. Tại sao? Tại sao mày lại hãm hại tao và mẹ của tao? Tao không hãm hại mày. Đó chính là những điều mày và mẹ của mày tự gây ra. Tao chỉ giúp những điều sai trái được đưa ra ánh sáng thôi. Đồ khốn nạn. Tao sẽ giết chết mày. Chính mày đã hại tao đến bước đường này. Nè cô gái, bình tĩnh đi chứ. Nếu không, tao gọi cảnh sát thì mày lại vào trong đó chung với mẹ của mày thì sao? Ha ha! Linh tỏ vẻ khoái chí vì đã khiến Quỳnh xa cơ thất thế. Cô vừa cười, vừa bước vào nhà. Quỳnh vẫn đứng đó, cứ mãi tức giận và la hét. Cô hứa với lòng, nhất định sẽ không tha cho Linh. Thế là những ngày sau đó, Quỳnh đều theo dõi Linh, để khi có cơ hội cô sẽ đánh cho Linh một trận nhớ đời. Nhưng ngày nào, linh cũng đi học bằng xe ô tô và có người đưa đón nên quỳnh khó có cơ hội mà ra tay hôm ấy quỳnh đã lén đâm thủng bánh xe ô tô của nhà linh vì xe hư nên tài xế riêng của linh phải đem xe đi sửa chữa không còn cách nào khác linh đành phải đi học một mình và cuối cùng cơ hội của quỳnh cũng đến quỳnh theo dõi linh đến một đoạn đường vắng cô lao ra chặn trước mặt linh khiến linh rất sợ hãi trên tay quỳnh còn cầm một con dao với ý định chỉ hù dọa linh nhưng không ngờ linh chạy đến giật lấy con dao trên tay quỳnh hai bên rằng co một lúc quỳnh đã sơ ý làm con dao đâm vào bụng của linh quỳnh hoảng sợ nhanh chóng lùi ra xa cô bỏ con dao trên tay xuống và cố gắng bỏ chạy thật nhanh linh nằm trên đất ôm vết thương máu chảy ra rất nhiều khiến cho linh không còn gượng dậy nổi nữa linh ngất đi và không còn biết gì cô được người đi đường phát hiện và đưa đi cấp cứu. Nhưng cuối cùng Linh vẫn không qua khỏi. Cảnh sát đã truy tìm và bắt giữ được Quỳnh ngay sau đó. Cô bị tuyên án 20 năm tù vì tội giết người. Những ngày trong tù, đối với Quỳnh như đang ở địa ngục. Xung quanh cô, chỉ có bốn bức tường u ám bùa vây. Quỳnh ngồi nhớ lại những chuyện trước đây mình đã làm. Đúng là không thể tha thứ được. Cô tự trách mình tại sao lại đối xử với người khác tàn nhẫn đến như thế do ban ngày suy nghĩ quá nhiều nên đêm đến quỳnh không thể nào chợp mắt được bóng ma của tâm lý cứ thế dày vò cô từ ngày này sang ngày khác quỳnh đã nhiều lần tự kết liễu đời mình nhưng vẫn không thành dường như ông trời muốn cho cô sống sống để trả giá cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra về phần dương sau khi tỉnh lại từ lần tai nạn kinh hoàng đó cô đã trở thành một con người hoàn toàn khác dương trở nên mất kiểm soát dễ nổi nóng và sẽ tỏ ra sợ hãi khi có ai đó đến gần dương chỉ cho phép mẹ của cô ở bên cạnh và chăm sóc cô tuy không còn như trước nhưng dương vẫn rất hiếu thảo với mẹ của mình những lúc tỉnh táo cô sẽ xoa bóp vai cho mẹ rót nước cho mẹ uống còn khi mất kiểm soát dương sẽ cố gắng cách xa và không làm hại đến mẹ thấy cô như vậy mẹ của dương lại càng đau lòng hơn lúc dương ngủ bà lén ra ngoài khuôn viên của bệnh viện tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống và rơi trầm tư thấy người mình yêu lúc nào cũng ủ rũ chú hoàng đến bên cạnh mẹ của dương và an ủi lại buồn vì chuyện của dương à sao anh lại biết chứ ngoài chuyện đó ra thì em có chuyện gì khác à em quả thật là một người mẹ tồi sao em lại nói thế chứ em chỉ biết nghĩ đến ước mơ của mình mà chưa bao giờ hỏi con bé muốn gì và thích gì em chỉ áp đặt suy nghĩ của mình vào con bé vậy mà nó lại rất yêu thương và hiếu thảo với em nếu như em để con bé tự do quyết định tương lai của mình có lẽ nó đã không gặp lũ kia và lâm vào tình cảnh này thôi em đừng tự trách nữa dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi em cứ mãi sống trong quá khứ sẽ không tốt đâu à anh có chuyện này nói với em chuyện gì anh nói đi lúc nãy bác sĩ điều trị chính của dương có tìm gặp anh ông ấy bảo tình hình của dương nên chuyển lên tuyến trên để điều trị có lẽ sẽ cải thiện được một chút em nghĩ sao nếu được như vậy thì tốt quá em sẽ làm bất cứ điều gì để con bé có thể trở lại bình thường như trước à mà anh hoàng này sao thế em cảm ơn anh đã giúp đỡ cho mẹ con em trong khoảng thời gian qua. Em cảm thấy mình làm phiền anh nhiều quá. Đừng khách sáo với anh như thế nữa. Tình cảm anh dành cho em như thế nào, em phải là người hiểu rõ chứ. Em thật sự xin lỗi anh, nhưng mà đối với em bây giờ việc điều trị cho Dương là quan trọng nhất. Ngoài ra, em không muốn quan tâm đến những chuyện khác. Thì anh cũng đâu có ép em phải quan tâm anh đâu. Em chỉ cần biết khi nào em cần ai đó bên cạnh anh luôn sẵn sàng mẹ của dương im lặng nhìn chú hoàng rồi mỉm cười quay sang hướng khác lâu lắm rồi chú hoàng cũng không được nhìn thấy nụ cười ấy cho nên khi vừa được nhìn thấy chú lại trở nên bối rối như thời còn trẻ chú hoàng si tình là vậy nhưng tuấn còn si tình gấp bội lúc nào anh cũng hối hận khi đã đối xử với dương như vậy tuấn tìm được thông tin bệnh viện dương đang điều trị ngày nào anh cũng lén đến và nhìn dương từ xa thật sự khi mất dương rồi anh mới biết cô quan trọng với anh đến nhường nào có lẽ anh đã yêu cô từ lần đầu gặp mặt mà không hay tất cả chỉ là vì anh quá nhu nhược và yếu đuối nên đã khiến cho dương trở thành người điên dại như bây giờ một hôm anh trông thấy dương đang ngồi chơi một mình ở khuôn viên bệnh viện vì quá nhớ thương nên anh đã đánh liều đến gần dương vừa nhìn thấy anh Dương không những không tỏ ra sợ hãi, mà còn mỉm cười và thân thiết với anh. Tuấn rơm rớm nước mắt, ôm Dương vào lòng và nói. Dương, em tha thứ cho anh đúng không? Dương ngước lên nhìn Tuấn với ánh mắt khở dại, mỉm cười trả lời anh. Tha thứ, tha thứ, ha ha. Tuấn lại khóc to hơn, càng thương cô gái trước mặt của mình hơn nữa. Dù cho có bị cuộc đời vùi dập đến mức này, cô ấy vẫn ngây thơ và đơn thuần bỏ qua mọi chuyện. Dương bất chợt, choàng tay ra phía sau và ôm lấy Tuấn, cất giọng nói. Tuấn, Tuấn chơi với em đi. Tuấn vội lau nước mắt, cầm tay Dương dẫn cô đi xung quanh chơi. Vừa nhìn Dương, anh vừa hứa với lòng rằng sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho cô. Từ ngày có Tuấn bên cạnh, lúc nào Dương cũng mỉm cười vui vẻ. Cô chẳng còn cáu gắt, hay mất kiểm soát như trước nữa tôi đã quan sát và nhìn thấy được tất cả có lẽ sự xuất hiện của chàng trai này sẽ giúp cho bệnh tình của dương được cải thiện nhiều hơn có khi phép màu sẽ xảy ra với một cô gái đáng thương như cô ấy cuộc đời này có vay có trả quả báo sẽ đến dù sớm hay muộn cũng sẽ trừng trị những con người tội lỗi còn những con người vô tội đáng thương như dương chắc chắn sẽ gặp được những điều tốt đẹp và bù đắp lại những khoảng thời gian đau khổ trước kia vâng quý khán thính giả thân mến nếu thấy hay thì hãy cho tôi một like video và đăng ký kênh nhé hành động này tuy nhỏ bé nhưng là nguồn động lực to lớn đối với tôi ban biên tập rất hoan nghênh những ý kiến cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi xin chân thành cảm ơn mến chúc quý vị và các bạn sức khỏe dồi dào có những giây phút thư giãn thoải mái và vui vẻ nhất xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo